Thế nhưng, đối với hàng Tân Học Bồ Tát, chớ nên vội nói như vậy. Vì sao? Vì hàng Tân Học Bồ Tát do chưa có được đầy đủ phước đức, chưa có thiện căn sâu dày, nếu nghe nói các pháp rốt ráo không thì liền phải chấp không và tự nghĩ rằng nếu các pháp là rốt ráo không, là vô sở hữu thì chẳng có pháp gì để huân tu cả. Do nghĩ như vậy mà các tần phát tâm Bồ Tát mất dần trùng thiện căn giải đãi cho việc tu tập. Bởi vậy nên đối với những người tu tập Bồ Tát Đạo thì phải dạy họ thực tập dần dần sự tùy hỷ hồi hướng các phước đức thiện căn. Khi họ được đầy đủ tâm tận diệt, tận biến, tận ly rồi thì mới dạy họ dụng vô tướng tâm pháp mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Ví như con chim chưa có đầy đủ lông cánh chẳng nên tung nó lên cao. Khi nó có đầy đủ lông cánh rồi thì mới có thể bay xa được. Đối với hạng Bồ Tát bất thối chuyển, mới nên nói nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến nghĩa của nhất thiết trùng trí, nghĩa của nội không, dẫn đến nghĩa của vô pháp hữu pháp không như vậy. Ngoài ra, đối với hai hạng người sau đây cũng nên vì họ nói các nghĩa như trên. Đó là hạng người thường được các thiện tri thức giáo thọ và hộ trì, hạng người đã từ lâu cúng dường chư Phật, đã có nội phước đức ngoại nhân duyên đầy đủ, nên dù chưa được bất thối chuyển cũng đã thường tín thường hành. Vì nhiều người đang khát được uống, đang đói được ăn, đang đi ngoài nắng gặp cơn gió mát mẻ, đang lạnh được nắng sưởi ấm liền sanh tâm hoan hỉ. Cũng như vậy, các hạng người nêu trên đây khi được nghe pháp nghĩa vậy liền sanh tín tâm thanh tịnh. Lại nữa, khi đã rõ được pháp nghĩa như trên là vào được vô tướng trí huệ, nên trừ vị ấy tự niệm rằng được vô tướng trí huệ, ta sẽ có đầy đủ các lực phương tiện để cứu độ vô lượng chúng sanh. Do nghĩ như vậy mà chư vị ấy chẳng có kinh, chẳng có hãi, chẳng có sợ. Vì sao? Vì do nơi tâm thức chấp ngã mà khởi sanh có tướng sợ hãi. Này biết rõ các pháp đều chẳng thật có, đều là vô tướng, thì chẳng còn chấp ngã và ngã sợ, nên chẳng còn sợ hãi nữa. Trái lại, phàm phu do chấp tâm chấp tướng nên vừa nghe nói các pháp là vô tướng thì liền sanh tâm sợ hãi. Sau khi đã nói rõ về nghĩa tùy hỷ hồi hướng, Ngài Di Lặc nói rộng thêm rằng Bồ Tát dụng tâm tùy hỷ hồi hướng mà tâm đó chính là tâm tận diệt, tận biến, tận ly. Tâm đó chẳng có trú xứ, chẳng có trú thời. Các duyên, các sự, các thiện căn, các phước đức của chư Phật quá khứ dẫn đến tâm tùy hỷ hồi hướng cũng là như vậy. Thế nên tâm tùy hỷ hồi hướng đã diệt từ lâu, vừa mới diệt hay sắp diệt cũng chẳng có gì sai khác nhau cả. Bởi nhân duyên vậy nên kinh dạy tâm tùy hỷ hồi hướng tận diệt, tận biến, tận ly, các duyên, các sự, các thiện căn cũng đều là như vậy cả. Liễu thông được nghĩa ấy là và được thật tướng pháp, chẳng còn có vọng khởi phân biệt giữa duyên và sự, giữa tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng nữa. Đây mới là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, ở một thời, nhất thời chẳng có hai tâm chung khởi, chẳng có hai tâm hòa hợp, có tâm tùy hỷ thì chẳng có tâm hồi hướng và ngược lại. Cho nên phải biết rõ rằng hết thảy các tâm tướng đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc cả. Bồ Tát dùng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề mà chẳng chấp tâm hồi hướng, chẳng chấp tướng hồi hướng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là định pháp. Bát Nhã Ba La Mật đã chẳng phải là định pháp thì hết thảy các pháp từ năm ấm dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng đều là như vậy cả. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát mới đoạn được các pháp ái, xả được các chấp và được nơi thật tướng pháp, ở nơi vô tướng pháp mà dụng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây mới là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Kinh: lúc bấy giờ Ngài Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Ngài Tu Bồ Đề: thưa Đại Đức, vì sao cũng có Bồ Tát sơ phát tâm nghe theo nghĩa này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ? Vì sao cũng có Bồ Tát phát tâm tùy hỷ, phước đức, hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề đáp: thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu có Bồ Tát sơ phát tâm nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thọ Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết vị Bồ Tát này đã thâm tín, đã liễu nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đã thâm tín đã liễu giải bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Vị Bồ Tát này đã thưởng thân cận các thiện tri thức, đã được các thiện tri thức giáo thọ khai thị,
và phân biệt rõ nghĩa của sáu pháp ba la mật, khiến chọn chẳng ly bát nhã ba la mật, chọn chẳng ly bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, dần dần vào được pháp vị, lại được các thiện tri thức giáo thọ khai thị và phân biệt rõ về các ma sự, khiến đối trước các ma sự tâm chẳng hề lay động. Vì sao? Vì Bồ Tát này chẳng thọ hết thảy pháp. Bồ Tát này cũng thường chẳng ly các đức Phật, dẫn đến vào được Bồ Tát vị. Ở nơi đây mà gieo trồng các thiện căn, do có được các thiện căn như vậy mà được sanh vào nhà Bồ Tát, dẫn đến sẽ được vô thượng Bồ Đề, chọn chẳng bao giờ bỏ gieo trồng thiện căn. Lại nữa, thường ngày kiểu thi ca, dù là sơ phát tâm, nhưng trong quá khứ vị Bồ Tát này đã thường thân cận cúng dường chư Phật khắp mười phương, đã dứt đường sanh tử, đã đoạn các hí luận, đã bỏ hẳn gánh nặng thế gian, đã dứt trừ các kiết sử hữu lậu, đã được chánh tri giải thoát. Vị Bồ Tát này cùng các đệ tử cũng đã tu tập công đức, hoặc đã ở trong các đại gia đại tộc, hoặc đã ở các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời tịnh cư thiên. Như vậy là ở trong quá khứ, vị Bồ Tát này đã hòa hợp các công đức xứng với Bồ Tát hạnh, đã dụng tâm tùy hỷ tối thượng tối diệu vô đẳng đẳng mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề rồi vậy. Ngài Di Lặc nêu câu hỏi: thường hay tu Bồ Đề, nếu chỉ mới là sơ phát tâm mà niệm chư Phật, niệm chư đệ tử Phật, niệm các thiện căn, rồi dụng tâm hồi hướng tối thượng tối diệu vô đẳng đẳng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì làm sao tránh khỏi đọa về điên tướng đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo? Ngài tu Bồ Đề đáp: bạch đại sĩ, nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm thiện căn mà chẳng có khởi tưởng về Phật, về Pháp, về Tăng, dẫn đến chẳng có khởi tưởng về các thiện căn, rồi dụng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà trong tâm đó chẳng có khởi tưởng về tâm, thì phải biết sự tùy hỷ hồi hướng này chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm các thiện căn mà tâm chấp tướng, rồi dụng tâm ấy để hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì phải biết sự tùy hỷ hồi hướng này đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát dụng tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm các thiện căn mà biết rõ tâm niệm là tận diệt, dẫn đến tâm tùy hỷ hồi hướng, chỗ tùy hỷ hồi hướng, pháp tùy hỷ hồi hướng cũng đều là tận diệt, lại biết rõ vì tận diệt nên các pháp đó đều bất khả đắc, thì phải biết sự dụng tâm tùy hỷ hồi hướng này chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Đây là tránh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, nếu Bồ Tát niệm thiện căn của chư Phật quá khứ và của chư đệ tử Phật, niệm thiện căn của hàng phàm phu, của các hàng thiên long bát bộ, do nghe pháp mà phát tâm Bồ Đề, rồi hòa hợp hết thảy các phước đức đó, dụng tâm tùy hỷ hồi hướng, tùy hỷ tối thượng tối diệu vô đẳng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà biết rõ tâm tùy hỷ hồi hướng là tận diệt, chỗ tùy hỷ hồi hướng và pháp tùy hỷ hồi hướng là tự tánh không, thì phải biết sự tùy hỷ hồi hướng này chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Đây là tránh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải dụng tâm như vậy mà hành bát nhã ba la mật, hành đàn ba la mật, dẫn đến hành thiền ba la mật, thì mới chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Bồ Tát dụng tâm như vậy nên chẳng thấy có pháp nào hồi hướng cho pháp nào cả, chẳng thấy có tâm tùy hỷ hồi hướng, chẳng thấy có chỗ dụng tâm tùy hỷ hồi hướng, chẳng thấy có thiện căn để tùy hỷ hồi hướng, vì biết rõ hết thảy pháp đều là vô sở hữu, đều là tự tướng không. Đây là Bồ Tát Maha Tát tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Luận hỏi: do nguyên nhân gì mà vị Đế Thích nêu lên hai câu hỏi? Vì sao cũng có Bồ Tát sơ phát tâm nghe nghĩa này mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ? Vì sao cũng có Bồ Tát sơ phát tâm tùy hỷ phước đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Đáp: trước đây Ngài Di Lặc đã nói rằng chẳng nên vì các Bồ Tát sơ phát tâm mà nói chánh nghĩa bát nhã bà la mật, mà chỉ nên nói với các Bồ Tát bất thối chuyển, với các người thường được các bậc thiện tri thức giáo thọ và hộ trì, với hạng người đã từ lâu cúng dường chư Phật, đã có đầy đủ các phước đức nhân duyên. Chư vị này từ vô lượng kiếp đã huân tu vô lậu pháp, vẫn thường tín thường hành mới có thể nghe được rằng chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề là vô pháp. Do nhân duyên vậy mà vị Đế Thích mới khởi tâm nghi,
mà nói với ngài Tu Bồ Đề rằng trong chúng hội này cũng có các vị Bồ Tát sơ phát tâm nghe chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, lại cũng có các vị Bồ Tát sơ phát tâm tùy hỷ phước đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề, do vì muốn thành tựu duyên pháp mà ngài Di Lặc đã nêu lên, nên ngài Tu Bồ Đề đã vì hàng sơ phát tâm Bồ Tát nói rõ về nghĩa chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Ngài trả lời vị Đế Thích rằng: Bồ Tát dù mới sơ phát tâm, chưa huân tu trong nhiều kiếp, chưa hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, chưa cúng dường đầy đủ chư Phật trong mười phương, nhưng nếu có được loại căn, nếu gặp được thiện tri thức giáo thọ và hộ trì, thì với hai duyên pháp này cũng có thể khám nhận việc tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên kinh dạy: Nếu có vị sơ phát tâm Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thọ Bát Nhã Ba La Mật, thì vị Bồ Tát đó đã biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, là bất khả đắc, biết rõ năm Ba La Mật kia cũng đều là như vậy. Bồ Tát đó cũng đã thầm tín liễu giải nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đã thầm tín liễu giải bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Bồ Tát đó đã thường thân cận các bậc thiện tri thức, được các vị này dạy rõ về chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, nghe nghĩa như vậy rồi thường chẳng ly sáu pháp ba la mật dẫn đến vào Bồ Tát vị. Cho nên dù mới sơ phát tâm, Bồ Tát đó cũng có thể sớm vào Bồ Tát vị, trong lúc rất nhiều người khác phải tu lâu mới vào được. Lại nữa, Bồ Tát đó cũng đã được nghe các bậc thiện tri thức khai thị phân biệt rõ về các ma sự, nên dù có bị các ác ma quấy nhiễu cũng vẫn giữ được tâm an định, chẳng hề bị lay chuyển. Vì sao? Vì vị Bồ Tát đó đã thể nhập vào pháp không, nên ma chẳng tìm được chỗ tiện để quấy phá. Nếu ma muốn phá thì đó chính là phá pháp không, mà ở nơi pháp không thì chẳng có gì để phá cả. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát thường chẳng ly chư Phật, thường sanh trong nhà Bồ Tát, đời đời chẳng ly niệm các thiện căn, mãi cho đến khi vào được vô thượng Bồ Đề. Nếu vị Bồ Tát sơ phát tâm mà hội đầy đủ các duyên pháp vậy, thì so với các vị Bồ Tát đã huân tu từ lâu cũng chẳng có gì sai khác. Lại nữa, nếu Bồ Tát nào đã có tâm tùy hỷ hồi hướng, thì phải biết vị Bồ Tát đó ở trong quá khứ đã thường cúng dường chư Phật trong mười phương, đã đoạn dứt sanh tử, đã đoạn dứt các hỷ luận, đã vào được không tam muội, đã vào được vô dư niết bàn, đã xả bỏ thánh đạo nên nói là đã đạt đến chỗ đạo tận, lại cũng đã xả bỏ năm ấm đầu mối của khổ đau nên nói là đã xả bỏ gánh nặng thế gian. Cũng nên biết người tu hành khi đã vào được vô dư niết bàn đã thành tựu được hai hạnh xả, đó là xả năm ấm phiền não, xả năm ấm quả báo. Người xuất gia chẳng nên thường lui tới nhà các người bạch y. Vì sao? Vì ở đây thường có năm dục, nếu người xuất gia để cho năm dục kích thích thì năm dục sẽ phá hoại thiền định trí huệ. Nếu đoạn được sự kích thích của năm dục là đoạn được năm hạ phần kiết sử, còn muốn đoạn năm thượng phần kiết sử thì phải vào kim cang tam muội, phải tương ưng với trí huệ Bát Nhã mới có thể tận đoạn được hết thảy các tập khí phiền não. Được như vậy gọi là được chánh trí giải thoát. Cũng nên biết Phật Pháp Tăng và các thiện căn là bốn phước điển lớn. Các phước điển này là nhân để chúng sanh gieo trồng phước đức. Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng dẫn đến niệm thiện căn, rồi dụng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vấn đề này được lý giải trong phần vấn đáp giữa Bồ Tát Di Lặc và Ngài Tu Bồ Đề như sau. Bồ Tát Di Lặc hỏi: Nếu Bồ Tát mới sơ phát tâm mà niệm các công đức của chư Phật, rồi tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì làm sao có thể tránh khỏi đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng dẫn đến niệm thiện căn mà chẳng khởi tưởng về Phật, về Pháp, về Tăng, dẫn đến chẳng khởi tưởng về các thiện căn, vì biết rõ hết thảy Pháp đều là tự tánh không, biết rõ chẳng có định pháp nào gọi là Phật, là Pháp, là Tăng, là thiện căn, dẫn đến chẳng có định pháp nào gọi là tùy hỷ hồi hướng cả, thì Bồ Tát đó chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Nếu trái lại thì gọi là điên đảo. Lại nữa, cũng nên biết Bồ Tát dùng tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng dẫn đến niệm thiện căn, mà khi tâm tận diệt, biết rõ là tâm tận diệt, và tâm tận diệt thì sự tùy hỷ hồi hướng là bất khả đắc. Vì sao?
Vì tâm có tận diệt, có tán hoại thì tâm là vô thường vậy. Thế nhưng khi vào được nơi pháp tánh thì dứt trừ được mọi sự phân biệt, chẳng còn phân biệt là tâm, thị tâm hay chẳng phải tâm, phi tâm nữa. Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thiện căn, rồi hồi hướng tất cả về chỗ tận tướng nên là bất khả đắc hồi hướng. Bởi vậy nên nói khi sơ phát tâm thì còn có ước niệm, còn có tùy hỷ hồi hướng. Còn khi đã thuần thục hay nói cách khác đã ở nơi hậu tâm rồi, thì tùy hỷ hồi hướng về chỗ tận tướng nên là bất khả đắc hồi hướng, là tránh hồi hướng vậy. Hỏi, nếu nói có sơ tâm, có hậu tâm thì là có tướng sanh diệt, là có tướng vô thường. Còn hồi hướng vô thượng Bồ Đề là hồi hướng về vô thượng đạo ở đời vị lai. Như vậy sao lại nói là hồi hướng về chỗ tận tướng? Đáp, trên đây nói đến tận diệt và vô thường, đó là nói về pháp tướng. Vì sao? Vì chỉ có pháp tướng mới có tận diệt. Còn vào được đời pháp tánh rồi thì chẳng còn nói đến sanh hay diệt, chẳng còn nói đến thường hay vô thường nữa. Trước đây trong kinh có nói rằng vô thượng Bồ Đề vượt ra khỏi ba cõi ba đời và chẳng thọ pháp tướng. Nếu đạt được như vậy mà hồi hướng thì mới gọi là tránh hồi hướng. Lại nữa, hồi hướng vô thượng Bồ Đề là chẳng phải tránh phi tránh, cũng chẳng phải tà phi tà. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng niệm chư Phật quá khứ cùng hàng đệ tử Phật, niệm các thiện căn dẫn đến niệm vô thượng Bồ Đề, mà còn dụng tâm chấp tướng thì có chỗ tận diệt. Bồ Tát cũng biết rõ hồi hướng là tự tánh không, dụng tâm như vậy mà hồi hướng mới gọi là tránh hồi hướng. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ các pháp quá khứ là vô thường, mà đã là vô thường thì chẳng thể hồi hướng về tự tánh không được. Lại biết rõ các pháp quá khứ là tự tánh không, mà đã là tự tánh không thì chẳng thể hồi hướng về tự tánh không được. Dụng tâm như vậy mà hồi hướng mới gọi là tránh hồi hướng. Lại nữa, Bồ Tát cũng biết rõ các pháp đều do các duyên hòa hợp sanh, chẳng có chủ tác, chẳng phải thường trú. Biết rõ tự tánh của các pháp là bất động, chẳng phải được làm ra hữu sở tác, chẳng phải chẳng được làm ra vô sở tác. Nên biết rõ chẳng có pháp gì để hồi hướng cả, dụng tâm như vậy mà hồi hướng mới gọi là tránh hồi hướng. Do hành bát nhã ba la mật như vậy mà Bồ Tát giữ được tâm bình đẳng ở nơi hết thảy các pháp, chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo, lại cũng chẳng chấp hết thảy các pháp vậy. Kinh, lại nữa, nếu Bồ Tát biết sự gieo trồng thiện căn phước đức, ly hẳn năm ấm, 12 nhập và 18 giới, biết đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật là ly tướng, biết nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là ly tướng, biết bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là ly tướng, mà dụng công tùy hỷ phước đức thì như vậy gọi là Bồ Tát Maha Tát tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, nếu Bồ Tát tùy hỷ phước đức mà biết rõ sự tùy hỷ phước đức là tự tánh ly, cũng biết rõ Phật là tự tánh ly, thiện căn là tự tánh ly, Bồ Đề tâm là tự tánh ly, hồi hướng là tự tánh ly, Bồ Tát là tự tánh ly, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật là tự tánh ly, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là tự tánh ly, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là tự tánh ly. Thì phải biết đó là Bồ Tát Maha Tát ly tướng, mà hành bát nhã ba la mật, trú trong bát nhã ba la mật mà khởi sanh tùy hỷ phước đức. Lại nữa, nếu ở nơi chư Phật đã diệt độ, ở nơi các thiện căn công đức đã diệt độ mà hồi hướng, thì Bồ Tát phải tự niệm rằng tướng của chư Phật quá khứ đã diệt độ, tướng của các thiện căn công đức đã diệt độ, thì tướng của tâm hồi hướng cũng diệt độ. Bồ Tát tự niệm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì chẳng bị đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà còn thủ chấp tướng của chư Phật, tướng của các thiện căn công đức, tướng của sự hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì chẳng thể được tránh tùy hỷ hồi hướng. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ, các thiện căn công đức là chẳng có tướng duyên, phi tướng duyên, cũng chẳng phải vô tướng duyên, phi vô tướng duyên. Cho nên Bồ Tát, nếu Bồ Tát thủ tướng như vậy thì chẳng thể gọi là đem thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề được. Bồ Tát này sẽ bị đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc hỏi, thường ngày tu Bồ Đề, nếu chẳng thủ tướng thiện căn, thì Bồ Tát lấy gì để tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề? Ngài tu Bồ Đề đáp, bạch đại sĩ, do vậy
mà chư Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật, phải có các lực phương tiện bát nhã ba la mật. Nếu phước đức mà ly bát nhã ba la mật thì chẳng sao có thể hồi hướng về vô thượng Bồ Đề được. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật, chư Phật là bất khả đắc, các thiện căn là bất khả đắc, tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề cũng là bất khả đắc. Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật phải tự niệm rằng: chư Phật quá khứ đã diệt độ, các thiện căn đã diệt độ. Này, nếu ta thủ tướng phân biệt chư Phật, các thiện căn và tâm hồi hướng thì chư Phật chẳng ấn chứng. Vì sao? Vì thủ tướng là có dụng tâm hữu sở đắc rồi vậy. Phật dạy phải chẳng có thủ tướng mà hồi hướng mới được lợi ích. Vì hồi hướng mà có thủ tướng là có tạp độc. Vì như món ăn ngon mà có trộn chất độc, dù có hương vị thơm ngon mà ăn vào, cơ thể bị mang bệnh dẫn đến có thể bị chết. Nếu có thiện nam thiện nữ nào chẳng thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật, chẳng thông suốt liễu nghĩa bát nhã ba la mật, mà lại dạy cho người khác rằng nên biết ở trong ba đời và khắp mười phương có vô lượng các đức Phật từ sơ phát tâm đến khi nhập vô dư niết bàn, dẫn đến thời kỳ pháp tận, thường tu tập sáu pháp ba la mật, gieo trồng các thiện căn công đức, tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tu bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, thành tựu các thiện căn, thành tựu giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát tri kiến chúng, dẫn đến thành tựu nhất thiết chủng trí, thành tựu các pháp như vậy mà chẳng có lầm lạc pháp, và thường tu hành xả, lại cũng có hàng đệ tử gieo trồng thiện căn và được chư Phật thọ ký, có hàng thiên long bát bộ gieo trồng thiện căn, tất cả các phước đức như vậy phải được hòa hợp tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Do vì còn tâm thủ pháp, còn tâm đắc pháp, nên sự hồi hướng như vậy cũng giống như món ăn có trộn chất độc, chẳng phải là tránh hồi hướng. Vì sao? Vì hồi hướng với tâm chấp tướng như vậy là hủy báng Phật, là hỷ luận, là chẳng y theo lời Phật dạy, chẳng y theo chánh pháp. Bạch đại sĩ, thiện nam thiện nữ muốn cầu Phật đạo phải niệm chư Phật ở trong ba đời và khắp mười phương, từ sơ phát tâm đến khi nhập vô dư niết bàn, dẫn đến thời kỳ pháp tận, cùng với hàng đệ tử thường tu tập sáu pháp ba la mật, thành tựu các thiện căn, dẫn đến thành tựu nhất thiết chủng trí. Rồi lại phải biết rõ tất cả các thiện căn đó, y như chư Phật dùng trí huệ vô thượng để biết, mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chư Phật đã dùng trí huệ vô thượng biết rõ thiện căn tướng, cũng tức là thiện căn tánh vậy. Nếu thiện nam thiện nữ y theo như vậy mà tùy hỷ hồi hướng thì gọi là chẳng hủy báng Phật, là đúng theo lời Phật dạy, là đúng theo chánh pháp. Hồi hướng như vậy mới là hồi hướng chẳng có tạp độc. Luận hỏi: theo ý nêu trên đây thì khi gieo trồng phước hành giả phải biết ly năm ấm, 12 nhập, 18 giới, lại cũng phải biết bát nhã ba la mật cùng hết thảy các pháp đều ly tướng. Như vậy Bồ Tát phải tùy hỷ hồi hướng phước đức như thế nào mới có thể được gọi là tránh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Đáp: nếu Bồ Tát biết rõ ở trong phước đức chẳng có năm ấm, 12 nhập, 18 giới, biết rõ bát nhã ba la mật cùng hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, là vô tướng, là ly tướng, rồi dụng tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng phước đức về vô thượng Bồ Đề thì mới được gọi là tránh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát cũng biết rõ tùy hỷ phước đức phải là tùy hỷ phước đức tánh, mà muốn vào được phước đức tánh thì phải ly hết thảy các pháp tướng, ly Phật tướng, ly thiện căn tướng, vân vân. Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật, hành các thiện căn, tùy hỷ hồi hướng các phước đức về vô thượng Bồ Đề, mà biết rõ tất cả đều là tự tánh không. Bồ Tát dụng tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề mới được gọi là tránh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát đem hết thảy các phước đức tướng, các thiện căn tướng, tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề mà chẳng thủ chấp các tướng đó. Bồ Tát dụng tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề mới được gọi là tránh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Trước đây đã nói rằng năm ấm thân, Bồ Tát cùng hết thảy các pháp đều chỉ là danh tự, nên muốn nói tu tập phước đức phải ly năm ấm. Này nói các phước đức đều là tự tướng không, đây là nói Bồ Tát niệm chư Phật quá khứ, niệm các duyên sanh phước đức trong quá khứ đều đã tận diệt, niệm chư Phật quá khứ đã nhập niết bàn, niệm tất cả phước đức đều là rốt ráo không, đều là vô tướng, là thường tịch diệt.
Bồ Tát dùng tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề mới được gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nên chẳng có đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Lại nữa, nếu Bồ Tát niệm thiện căn công đức của chư Phật quá khứ mà còn phân biệt chấp tướng hồi hướng, thì sự hồi hướng đó chẳng phải là chánh hồi hướng. Vì sao? Vì chấp hữu tướng là chấp một bên, chấp vô tướng cũng là chấp một bên. Phải ly cả hai bên mà hành đạo mới được trí huệ Phật. Nếu trái lại với trên đây thì chẳng phải là chánh hồi hướng, nên bị đảo vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Ngài Bồ Tát Di Lặc hỏi Ngài Tu Bồ Đề: nếu chẳng thủ tướng thiện căn thì Bồ Tát lấy gì để tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề đã trả lời Ngài Di Lặc rằng: muốn được như vậy thì Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, phải có các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì nếu phước đức mà ly Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề được. Nếu tùy hỷ hồi hướng mà tâm chẳng chấp hết thảy các pháp thì mới gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải như vậy mà tu tập thì mới chẳng bị lầm pháp, chẳng bị lỗi đạo, mới thật là tu tập Bát Nhã Ba La Mật vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói ly Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng thể có được chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Hành đạo mà ly Bát Nhã Ba La Mật là trái với thật tướng pháp, là còn dụng tâm hữu sở đắc, nên dù có thọ được quả báo tốt thì phước báo đó rồi cũng sẽ bị tán hoạ, khiến chẳng thể nào mau thành Phật đạo được. Lại nữa, ở nơi chư Phật quá khứ mà ước tưởng phân biệt là có lỗi lớn. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ đã diệt độ mà còn ước tưởng, còn có tùy hỷ phước đức là còn ái kiến, nên sự tùy hỷ đó cũng chỉ ví như món ăn có tạp độc. Người chấp tướng tùy hỷ như vậy, dù hưởng các phước đức nhưng chỉ làm được chuyển luân thánh vương làm thiên vương, hoặc được hưởng phước lạc phú quý danh vọng trong hàng phàm phu mà thôi. Người vô trí tham ái, người ngu si chấp đắm các pháp, người mới sơ phát tâm cũng còn chấp tướng, chấp có chỗ sở đắc, đều ví như các món ăn có trộn lẫn tạp độc. Thức ăn ngon có trộn tạp độc, dụ cho các phước đức nhân duyên giàu sang phú quý trong hàng trời người. Ăn thức ăn này phải mang họa vào thân, dụ cho hưởng hết phước lạc rồi sẽ lại phải thọ các ưu bi khổ não. Như vậy là các phước lạc đều là vô thường, là tán họa. Trong đoạn kinh nêu trên đây, Ngài Tu Bồ Đề nói: người vô trí chẳng có tư duy sâu, chẳng tín thọ Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nhận được nghĩa thẩm thâm của Bát Nhã Ba La Mật, mà chỉ chấp vào danh tưởng ngữ ngôn, chấp vào các pháp tướng mà vọng khởi phân biệt, chẳng hành theo lời Phật dạy. Nếu chẳng có tư duy sâu thì khi đọc tụng kinh điển chẳng rõ được nghĩa kinh mà chỉ chấp vào văn tự, khiến chẳng có được lợi ích. Nếu chẳng rõ nghĩa kinh mà dạy cho người khác rằng, nên biết ở ba đời và khắp mười phương có vô lượng chư Phật gieo trồng thiện căn, từ sơ phát tâm dẫn đến khi nhập vô dư niết bàn, dẫn đến thời kỳ phát tận, vân vân. Phải hòa hợp tất cả phước đức như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Người chẳng tư duy sâu, chẳng hiểu rõ nghĩa kinh, còn chấp các pháp tướng mà nói như vậy là hủy báng Phật, là chẳng hành theo lời Phật dạy, nên chẳng có được chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Trái lại, người cầu Phật đạo phải tự niệm rằng chư Phật ở cả ba đời trong các mười phương dùng vô thượng trí huệ mà biết rõ thật tướng của các thiện căn, đàn này cũng phải y theo chỗ chư Phật như thật biết mà tùy hỷ hồi hướng thiện căn về vô thượng Bồ Đề. Tùy hỷ hồi hướng như vậy mới thật là chánh tùy hỷ hồi hướng. Sự tùy hỷ hồi hướng này ví như tên bắn xuống đất, chẳng nơi nào mà chẳng trúng. Bởi vậy nên người cầu Phật đạo phải như thật biết như chư Phật, mới là chẳng hủy báng Phật vậy. Kinh: lại nữa, thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, muốn hồi hướng thiện căn phải biết: sắc dẫn đến thức, chẳng thuộc dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, chẳng thuộc quá khứ hiện tại hay vị lai, 12 nhập và 18 giới cũng là như vậy. Đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thuộc dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chẳng thuộc quá khứ hiện tại hay vị lai, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Như pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, pháp trú, thật tế, bất khả tư nghị tánh, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến cũng đều là như vậy. Tâm hồi hướng, chỗ hồi hướng, pháp hồi hướng, chư Phật, chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, các thiện căn của chư Phật
của chư Thành Văn, của chư Bích Chi Phật cũng đều là như vậy. Lại phải biết sắc cùng hết thảy pháp chẳng thuộc ba cõi ba đời, cho nên chẳng có thể dụng tâm hữu sở đắc chấp thủ các pháp tướng để mà hồi hướng vô thượng bồ đề được. Vì sao? Vì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là vô sanh, đã là vô sanh thì là vô pháp, mà đã là vô pháp thì chẳng thể trú nơi đó để hồi hướng được. Thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo phải thường tu hạnh xả, chẳng nên dụng tâm hữu sở đắc chấp thủ các pháp tướng mà hồi hướng thì mới được tránh hồi hướng như vậy. Ví như món ăn ngon chẳng có tạp động, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà còn tâm hữu sở đắc đem thiện căn hồi hướng vô thượng bồ đề mà còn thủ tướng thì gọi là tà hồi hướng. Tà hồi hướng như vậy chẳng được chư Phật tán thán. Vì sao? Vì dụng tâm tà hồi hướng thì chẳng thể được đầy đủ đạt ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng được đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng đầy đủ thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ dẫn đến chẳng được vô thượng bồ đề. Hồi hướng như vậy ví như món ăn có sen tạp độc. Lại nữa, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát phải tự niệm rằng hồi hướng thiện căn mà như thật biết như chư Phật mới gọi là tránh hồi hướng, ta phải y như vậy mà hồi hướng. Lúc bấy giờ Phật tán thán ngài tu bồ đề: lành thay, này tu bồ đề vì Phật sự mà hành bồ tát, là ông đã khéo thuyết về pháp hồi hướng chân chánh vậy. Pháp ấy chẳng có tướng chẳng được, chẳng mất chẳng xuất, chẳng nhập chẳng cống, chẳng tịnh. Pháp ấy là pháp tánh không, là tự tánh không, là tự tướng không, là như pháp tánh thật tế vậy. Này tu bồ đề, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều hành 10 thiện đạo, 4 thiện, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông, ý ông nghĩ sao các chúng sanh ấy có được nhiều phước đức chăng? Ngài tu bồ đề đáp: bạch thệ tôn, được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này tu bồ đề, phước đức ấy chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng có thủ tướng. Phước đức này là đệ nhất tối thượng, là đệ nhất vi diệu, chẳng có gì sánh kịp. Lại nữa, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều được quả tu đà hoàn dẫn đến được quả A-la-hán bích chi Phật, và có thiện nam thiện nữ đem tứ sự cúng dường cung kính tán thán chư vị ấy, ý ông nghĩ sao thiện nam thiện nữ ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài tu bồ đề đáp: bạch thế tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này tu bồ đề, phước đức ấy chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng có thủ tướng. Phước đức này là đệ nhất tối thượng, là đệ nhất vi diệu, chẳng có gì sánh kịp. Lại nữa, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều phát bồ đề tâm, và mỗi mỗi chúng sanh trải qua hàng xa kiếp đều nhất tâm cung kính cúng dường chư Phật, ý ông nghĩ sao phước đức ấy có nhiều chăng? Ngài tu bồ đề đáp: bạch thế tôn, phước đức ấy vô lượng vô biên, chẳng có gì sánh kịp. Nếu phước đức ấy mà có hình có tướng thì hàng xa thế giới cũng chẳng dung thọ được. Phật dạy: lành thay, như lời ông nói, phước đức ấy vô lượng vô biên, nhưng chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng có thủ tướng. Công đức hồi hướng thiện căn mà tâm chẳng thủ tướng so với phước đức nêu trước đây hơn cả trăm ngàn vạn ước lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể tính được. Vì sao? Vì các chúng sanh nêu trước đây đã thủ cho pháp tướng của 10 thiện đạo, của 4 thiền, của 4 vô lượng tâm, của 4 vô xác định, của 5 thần thông, lại cũng thủ chấp tướng của sự cung kính cúng dường các bậc tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật vậy. Lúc bấy giờ chư vị tứ thiên vương cùng hai vạn chư vị thiên tử chấp tay lễ Phật và bạch Phật rằng: bạch thế tôn, hồi hướng của Bồ Tát thật là quảng đại. Vì sao? Vì Bồ Tát có các lực phương tiện bát nhã ba la mật, dụng tâm vô sở đắc, dụng vô tướng pháp, vô giác pháp mà hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề. Hồi hướng như vậy là chẳng đoạn về nhị pháp. Cùng lúc đó, ngài Thích Đại Hòa Nhân và vô số chư thiên ở các cõi trời dạ ma, đâu xuất hóa lạc, tha hóa tự tại, đều đem hoa trời, hương trời, anh lạc, tràng phan bảo cái cúng dường Phật mà bạch Phật rằng: bạch thế tôn, thật là hy hữu, Bồ Tát Ma Tát được bát nhã ba la mật hộ trì,
Nên sự hồi hướng của các ngài thật là quảng đại, vì dụng tâm vô sở đắc, dụng vô tướng pháp, vô giác pháp mà hồi hướng thiện căn về vô thượng Bồ Đề, nên sự hồi hướng như vậy chẳng đọa về nhị pháp vậy. Trừ thiện ở các cõi trời Quang Âm dẫn đến cõi trời sắc cứu cánh, cũng đến cung kính cúng dường Phật và bạch Phật những lời tương tự như trên. Phật dạy, này chư thiên tử, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều phát vô thượng Bồ Đề tâm, niệm thiện căn của chư Phật và chư Bồ Tát ở cả ba đời, niệm thiện căn của chư Thanh Văn và chư Bích Chi Phật từ sơ phát tâm cho đến thời kỳ pháp trụ, niệm thiện căn của hết thảy chúng sanh tu tập bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ, giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát tri kiến chúng, cùng vô lượng Phật pháp khác, rồi hòa hợp hết thảy các công đức ấy hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nhưng vẫn còn thủ chấp tướng đắc hồi hướng. Lại, nếu có thiện nam thiện nữ phát vô thượng Bồ Đề tâm, niệm thiện căn của chư Phật và chư Bồ Tát ở cả ba đời, niệm thiện căn của chư Thanh Văn và chư Bích Chi Phật từ sơ phát tâm cho đến thời kỳ pháp trụ, niệm thiện căn của hết thảy chúng sanh tu tập bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ cùng vô lượng Phật pháp khác, rồi hòa hợp hết thảy các công đức ấy hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nhưng chẳng thủ chấp tướng đắc hồi hướng. Thiện nam thiện nữ này dụng tâm vô sở đắc mà hồi hướng, nên sự hồi hướng như vậy chẳng đọa về nhị pháp, vì đây là pháp vô tướng, vô tác, vô chấp, là pháp đệ nhất tối thượng, đệ nhất vi diệu. Cho nên công đức của thiện nam thiện nữ này thủ thắng hơn công đức của hết thảy các người trước cả trăm ngàn vạn ước lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để tính được. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tùy hỷ, tối thượng, tối diệu? Phật dạy, này tu Bồ Đề, nếu ở nơi quá khứ, hiện tại và vị lai mà thiện nam thiện nữ chẳng thủ cũng chẳng xả, chẳng niệm cũng chẳng phải chẳng niệm, chẳng đắc cũng chẳng phải chẳng đắc, biết rõ hết thảy pháp đều là chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng khứ chẳng lai, chẳng tập chẳng tán, chẳng xuất chẳng nhập, lại biết rõ hết thảy các pháp tướng ở trong cả ba đời đều là pháp như, pháp tánh, pháp vị, pháp trú, thật tế, biết rõ như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì phải biết đây chính là tùy hỷ hồi hướng tối thượng tối diệu vậy. Này tu Bồ Đề, pháp tùy hỷ này thủ thắng hơn những pháp tùy hỷ khác cả trăm ngàn vạn ước lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để so sánh được. Lại nữa, thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà muốn tùy hỷ thiện căn của chư Phật, chư Bồ Tát ở cả ba đời, tùy hỷ thiện căn của chư Thanh Văn, Bích Chi Phật từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp trụ, tùy hỷ thiện căn của hết thảy chúng sanh, cùng tùy hỷ vô lượng Phật pháp khác, phải tự niệm rằng bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định và trí huệ đều bình đẳng với giải thoát. Sắc dẫn đến thức đều bình đẳng với giải thoát, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều bình đẳng với giải thoát, bộ niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo đều bình đẳng với giải thoát, mười lực dẫn đến nhất thiết chủng trí đều bình đẳng với giải thoát, giới định huệ giải thoát tri kiến đều bình đẳng với giải thoát, các pháp ở cả ba đời đều bình đẳng với giải thoát. Mười phương chư Phật diệt độ, chư đệ tử Phật trong cả ba thừa, tất cả các pháp tướng thiện căn công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, vân vân, đều bình đẳng với giải thoát. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là bất sanh bất diệt. Này tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ công đức tối thượng tối diệu, chẳng có gì sánh bằng được. Bồ Tát thành tựu tùy hỷ công đức như vậy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có thiện nam thiện nữ vì cầu Phật đạo trọn đời tinh tấn cung kính cúng dường tán thán mười phương chư Phật cùng chư vị đệ tử Phật còn tại thế, cũng như đã diệt độ mà còn chấp có tướng sở đắc, dẫn đến tinh tấn tu tập bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, mà còn chấp có tướng sở đắc, lại có thiện nam thiện nữ vì cầu Phật đạo mà dụng tâm vô sở đắc tu tập sáu pháp ba la mật, dẫn đến dụng tâm vô sở đắc tùy hỷ hồi hướng các thiện căn công đức về vô thượng Bồ Đề. Phải biết công đức của thiện nam thiện nữ vừa nêu sau thủ thắng hơn công đức của thiện nam thiện nữ trước cả trăm ngàn vạn ước lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào để so sánh được.
Này Tu Bồ Đà, Bồ Tát Ma Tát, Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật, muốn được đầy đủ các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, phải dụng tâm vô sở đắc như vậy, mà tùy hỷ các thiện căn công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đà. Luận, Bồ Tát phải tự niệm rằng sắc dẫn đến thức đều chẳng thuộc ba cõi, chẳng thuộc ba đời, chẳng thuộc chư Phật cùng chư đệ tử Phật, chẳng thuộc tâm hồi hướng, pháp hồi hướng, dục hồi hướng. Do tự niệm như vậy mà Bồ Tát thường tu hạnh xả. Đây là tránh hồi hướng. Bồ Tát lại phải tự niệm rằng nếu sắc ra ngoài ba cõi thì chẳng có thể nhiếp thủ sắc được. Nếu chẳng nhiếp thủ sắc được thì cũng chẳng có thể chấp có tướng sở đắc mà hồi hướng được. Vì sao? Vì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là vô sanh vô diệt. Đã là vô sanh vô diệt thì chẳng thể trú nơi đó để hồi hướng được. Bồ Tát thường tu hạnh xả, chẳng chấp các pháp tướng, chẳng chấp tâm hồi hướng, pháp hồi hướng, dụng hồi hướng, vì biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc, là vô sở hữu. Đây là tránh hồi hướng. Hồi hướng như vậy được ví như món ăn ngon chẳng có sen tạp độc. Hồi hướng như vậy mới được chư Phật tán thán, mới được đầy đủ sáu pháp ba la mật, mới mau được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát phải tự niệm rằng phải như thật, biết như chư Phật mà sanh tâm, mà khởi niệm, mà quán tưởng. Lại phải như thật, biết như chư Phật mà tùy hỷ các thiện căn công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là Bồ Tát Ma Tát, như thật tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Sau khi nghe Ngài Tu Bồ Đề dẫn giải như trên, Phật đã tán thán rằng: lành thay, này Tu Bồ Đề, vì Phật sự mà ông đã nói về vô tướng pháp hồi hướng cho hàng Bồ Tát nghe, dạy cho hàng Bồ Tát phải dùng vô tướng trí huệ hòa hợp với các thiện căn công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Vô tướng có ba nghĩa, đó là: một, giả danh tướng, do các duyên hòa hợp mà giả lập có các pháp, có giả danh tướng phân biệt pháp này với pháp khác, ví như nhà cửa, ruộng vườn, sông núi, vân vân. Cũng có thể nói chúng sanh do vô minh che tâm mà khởi chấp giả danh tướng của các pháp, dẫn đến khởi sanh các phiền não nghiệp. Hai, pháp tướng, đây là dạng tướng của các pháp. Nếu dùng nhục nhãn mà quan sát các pháp thì sẽ bị các kiến chấp trói buộc, ái chấp các pháp tướng, dẫn đến khởi sanh các phiền não nghiệp. Ba, tỳ pháp tướng, nếu dùng huệ nhãn mà quan sát các pháp thì biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, là hư vọng, là chẳng thật có, nên phải xả ly các pháp tướng. Hành giả phải biết rõ thật tướng pháp là vô tướng. Nếu như vậy mà chẳng nên chấp tướng vô tướng ấy, vì nếu có khởi chấp là có khởi sanh phiền não kiết sử. Lại nữa, vì thật tướng pháp là vô tướng, nên là chẳng được, chẳng mất, chẳng xuất, chẳng nhập, chẳng cấu, chẳng tịnh, là tự tướng không, là như pháp tánh thật tế. Hành giả phải nên dụng pháp như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tùy hỷ phước đức như vậy có đại lợi ích cho chúng sanh, dẫn đến có được đại quả báo. Hỏi, thế nào gọi là đại lợi ích? Đáp, ví như khiến chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều hành bởi thiện đạo, dẫn đến đều được năm thần thông, là đại lợi ích. Hỏi, trước đây thường chỉ nói đến chư thiên ở hai cõi trời dục giới và Phạm Thiên Vương ở cõi sắc giới đến nghe pháp. Vì này, vì sao nói chư thiên ở các cõi trời khác cũng đến nghe pháp? Đáp, hai cõi trời dục giới y trì nơi quả đất, nên chư thiên ở các cõi trời này có thiện duyên được gần Phật hơn chư thiên ở các cõi trời khác. Do vậy mà khi Phật đản sanh tu khổ hạnh, hàng phục chúng ma, thành đạo, chuyển pháp luân, vân vân, đều có chư thiên ở hai cõi trời này nhiều phen đến cung kính, cúng dường. Còn chư thiên ở các cõi trời khác thường hay đắm chấp dục lạc, nên chẳng thường đến với Phật. Trong kinh nói chư thiên ở cõi trời đâu xuất có lợi căn, thường ưa nghe pháp, nhưng vì thường được các vị bổ sứ Bồ Tát đến nơi đây thuyết pháp, nên chư thiên ở cõi trời này cũng ít đến nghe Phật thuyết pháp. Trong kinh cũng nói đến Phạm Thiên Vương, tuy ở cõi trời sắc giới, rất xa quả đất, nhưng vì đã ly dục nên ưa nghe pháp, thường vẫn đến nghe Phật thuyết pháp. Vì Phạm Thiên Vương là thiên chủ cõi sắc giới, lại cũng thường thỉnh Phật thuyết pháp, nên khi thấy Phạm Thiên Vương đến nghe Phật thuyết pháp thì chư thiên ở các cõi trời khác cũng đến theo. Hỏi, trước đây đã nói nhiều về tránh hồi hướng rồi, nay vì sao còn nói thêm nữa?
Đáp, trước đây nói tổng quát, đang nói riêng về trường hợp Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ phước đức, hồi ứng vô thượng Bồ Đà, vì đã như thật biết hết thảy, trong ba đời và khắp mười phương đều là chẳng sanh chẳng diệt, nên đều là chẳng thể được, bất khả đắc, chẳng thể niệm, bất khả niệm. Do vì biết rõ các pháp đều chẳng thể đắc, chẳng thể niệm, chẳng thể thủ, chẳng thể xả, mà Bồ Tát Ma Ha Tát vào được nơi thật tướng pháp, niệm thật tướng pháp. Do niệm như vậy mà khi tùy hỷ hồi hướng phước đức về vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng có vọng khởi phân biệt các pháp, chẳng có hoại các pháp. Tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng, mới thật là tối thượng tối diệu, mới mau được vô thượng Bồ Đề. Hỏi, vì sao nói sáu pháp ba la mật cùng hết thảy các pháp đều bình đẳng? Vì sao nói sắc tướng và vô sắc tướng bình đẳng với giải thoát? Đã nói có hữu vi giải thoát và vô vi giải thoát, thì làm sao nói đến bình đẳng giải thoát được? Đáp, trước đây nói đến phàm phu dùng nhục nhãn, y theo sáu thức điên đảo mà quán các pháp, nên thấy có pháp tướng. Bồ Tát dùng huệ nhãn quán các pháp, nên thấy các pháp tướng đều là hư vọng, chẳng thật có. Do vậy mà vào được nơi thật tướng pháp. Thật tướng pháp là vô tướng, là niết bàn tướng. Người tu khi vào được như thật đạo rồi, là vào được vô dư niết bàn, là minh liễu được các pháp, đều là chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng xuất cũng chẳng nhập, chẳng cấu cũng chẳng tịnh, chẳng phải có cũng chẳng phải không, chẳng thường cũng chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì hết thảy các pháp tướng đều thường tịch diệt, nên chẳng có thể dùng tâm thức để suy lược, chẳng có thể dùng ngôn ngữ để diễn bày được. Bởi vậy nên nói pháp là chẳng phải pháp, phi pháp, mà cũng chẳng phải pháp, phi phi pháp. Hết thảy pháp đều là vô sở hữu, đều bình đẳng ở nơi tướng dụng, nên nói sắc tướng cùng vô sắc tướng bình đẳng với giải thoát, nói sáu pháp ba la mật cùng hết thảy pháp bình đẳng với giải thoát. Đây là dùng huệ nhãn mà thấy được như vậy, nên biết giải thoát là huệ đức cao quý bậc nhất trong Phật pháp. Nói về tùy hỷ hồi hướng công đức ở đoạn kinh trên đây có nêu lên hai trường hợp, đó là người đã hành sáu pháp ba la mật, đã tu tập các thiện căn trong vô lượng kiếp, mà còn dụng tâm hữu sở đắc tùy hỷ hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề. Người chỉ niệm công đức của người khác rồi dụng tâm vô sở đắc tùy hỷ hồi hướng công đức ấy về vô thượng Bồ Đề. Nếu đem so sánh thì người sau có công đức thù thắng hơn người trước rất nhiều. Vì sao? Vì công đức có đắc hữu đắc là công đức có hạn lượng hữu lượng, mà đã là có hạn lượng hữu lượng thì cũng là có tận diệt hữu tận. Trái lại, công đức chẳng có đắc vô đắc là công đức chẳng có hạn lượng vô lượng, mà đã là chẳng có hạn lượng thì chẳng có tận diệt vô tận. Tùy hỷ hồi hướng như trường hợp một, ví như món ăn có rèn tạp độc. Còn tùy hỷ hồi hướng như trường hợp hai, ví như món ăn chẳng có tạp độc. Người tu theo trường hợp một còn tùy thuộc sanh tử chưa phận định sẽ thành Phật đạo hoặc thối chuyển, còn người tu theo trường hợp hai là tùy niết bàn quyết định sẽ thành Phật đạo. Sở dĩ có sự sai khác như vậy vì có những hạng người tu mà còn dụng tâm hữu sở đắc, đó là trong hàng trời người đa số còn cầu dục lạc, hàng thanh văn và bích chi Phật còn cầu niết bàn lạc. Trái lại, hàng Bồ Tát chỉ cầu giải thoát, nên khi tùy hỷ phước đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát chẳng trú nơi các pháp tướng, chỉ có tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng. Hết quyển 61. Luận Đại Trí Độ, quyển 62. Phẩm thứ 40, Chiếu Minh, Chiếu Sáng, Kinh. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, đây là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, Ngài Xá Lợi Phất, đây chính là Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất tôn quý, rốt ráo thanh tịnh, thường chiếu minh hết thảy các pháp. Bạch Thế Tôn nên cung kính đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng dính mắc vào ba cõi. Bát Nhã Ba La Mật tận trừ hết thảy các vô minh phiền não cùng hết thảy các kiến chấp. Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối thượng trong tất cả các pháp trợ đạo, tận đoạn hết thảy các sợ hãi khổ não và đem lại sự an lạc. Bát Nhã Ba La Mật thường chiếu diệu quang minh và trang nghiêm năm nhãn.
Bát Nhã Ba La Mật dẫn dắt chúng sanh ra khỏi tà kiến, ra lìa chấp nhị biên. Bát Nhã Ba La Mật là nhất thiết chủng trí, đoạn trừ hết thảy các tập khí phiền não. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh hết thảy pháp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh chẳng diệt vì là tự tướng không. Bát Nhã Ba La Mật xả ly sanh tử nên là chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Bạch Thế Tôn, người được Bát Nhã Ba La Mật rồi chẳng cần ai cứu độ, mà tự mình hộ niệm cho mình, hộ niệm cho chúng sanh, lại còn đem các của báu phân bố cho chúng sanh. Vì Bát Nhã Ba La Mật có đầy đủ các lực phương tiện, chẳng có gì phá hoại được. Bát Nhã Ba La Mật thường chuyển 12 hạnh pháp luân, khiến nơi hết thảy pháp chẳng hoại, chẳng thối. Bát Nhã Ba La Mật khai thị pháp tánh, dù là hữu pháp hay là vô pháp đều là tự tánh không cả. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên phải cung kính đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, phải nên cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật như cung kính cúng dường chư Phật. Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Phật, Phật chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là Phật, Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bích Chi Phật, chư A La Hán, chư A Na Hàm, chư Tư Đà Hàm, chư Tu Đà Hoàn. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh trong người thiện đạo, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp. Đại từ đại bi dẫn đến nhất thiết chủng trí. Lúc bấy giờ Ngài Thích Đại Hòa Nhân suy nghĩ về các loại trên, bèn nêu lên câu hỏi: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, vì sao Ngài lại nêu ý kiến về vấn đề này? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, do vì chư Đại Bồ Tát được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, đã dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để hòa hợp hết thảy các thiện căn của chư Phật trong ba đời, từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp trụ, rồi tùy hỷ hết thảy các thiện căn công đức đó mà hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên tôi mới nói và thưa hỏi Phật về vấn đề nêu trên. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được công đức thù thắng hơn hành năm Ba La Mật kia. Ví như người mới sanh ra đời đã bị mù lòa, tự mình chẳng thể đi vào thành được nếu chẳng có người sáng mắt dẫn đường. Cũng như vậy, năm Ba La Mật kia nếu chẳng được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường thì chẳng có thể đến được nhất thiết chủng trí. Trái lại, nếu được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường thì năm Ba La Mật kia mới có được đầy đủ các lực công đức, mới xứng đáng được gọi là Ba La Mật. Ngài Thích Đại Hòa Nhân hỏi: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như lời Ngài vừa nói thì năm Ba La Mật kia phải được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường mới xứng đáng được gọi là Ba La Mật chăng? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu chẳng có năm Ba La Mật kia thì Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng được gọi là Ba La Mật. Như vậy, vì sao chỉ riêng tán thán Bát Nhã Ba La Mật mà thôi? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, đúng như lời Ngài nói, nếu chẳng có năm Ba La Mật kia thì cũng chẳng có Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng có Bát Nhã Ba La Mật thì mới được đầy đủ 6 Ba La Mật. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật là tối thượng vi diệu đẹp nhất. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật sanh? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, sắc dẫn đến thức chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là sắc dẫn đến hết thảy các pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng sanh dẫn đến hết thảy các pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Lại nữa, sắc chẳng khởi chẳng sanh, chẳng được chẳng mất dẫn đến hết thảy các pháp chẳng khởi chẳng sanh, chẳng được chẳng mất nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật sanh sẽ hợp với pháp nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với các pháp thiện, chẳng cùng hợp với các pháp bất thiện, chẳng
chẳng cùng hợp với các pháp xuất thế gian, chẳng cùng hợp với các pháp thế gian, chẳng cùng hợp với các pháp hữu vi, chẳng cùng hợp với các pháp vô vi, chẳng cùng hợp với các pháp hữu lậu, chẳng cùng hợp với các pháp vô lậu. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật do chẳng đắc hết thảy các pháp mà sanh. Bởi vậy, nên bát nhã ba la mật chẳng cùng hợp với các pháp. Ngài Thích Đại Hoán Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn như vậy, thì bát nhã ba la mật cũng chẳng có hợp với nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy, này Kiều Thi Ca, đúng như vậy, bát nhã ba la mật chẳng hợp với nhất thiết chủng trí và cũng chẳng đắc nhất thiết chủng trí. Ngài Thích Đại Hoán Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao bát nhã ba la mật chẳng hợp với nhất thiết chủng trí và chẳng đắc nhất thiết chủng trí? Phật dạy, này Kiều Thi Ca, bát nhã ba la mật chẳng như danh tự, chẳng như tướng, chẳng như pháp mà hợp. Ngài Thích Đại Hoán Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy thì hợp như thế nào? Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát y chỗ chẳng thủ, chẳng thọ, chẳng trúng, chẳng dính mắc, chẳng đạt mà hợp, thì như vậy là vô sở hợp, là chẳng có chỗ hợp vậy. Ngài Thích Đại Hoán Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có. Hết thảy các pháp chẳng sanh, chẳng khởi, chẳng được, chẳng mất, nên bát nhã ba la mật sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu bát nhã, nếu Bồ Tát nào hành bát nhã ba la mật mà nghĩ rằng bát nhã ba la mật hợp với hết thảy các pháp và cũng chẳng hợp với hết thảy các pháp, thì vị Bồ Tát đó đã xả bát nhã ba la mật, đã viễn ly bát nhã ba la mật. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, có nhân duyên khiến Bồ Tát xả bát nhã ba la mật, viễn ly bát nhã ba la mật, ví như Bồ Tát khởi niệm rằng bát nhã ba la mật là vô sở hữu, là như hư không, là chẳng kiên cố. Do vậy mà Bồ Tát xả bát nhã ba la mật, viễn ly bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, tin bát nhã ba la mật là chẳng tin pháp nào khác chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, tin bát nhã ba la mật là chẳng tin sắc dẫn đến thức, chẳng tin nhãn dẫn đến ý, chẳng sắc dẫn đến pháp, chẳng tin đàn ba la mật dẫn đến thiền ba la mật, chẳng tin nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng tin bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng tin mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng tin bốn quả thanh văn, bích chi Phật đạo, Bồ Tát đạo dẫn đến chẳng tin vô thượng Bồ Địa Đề, nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao tin bát nhã ba la mật là chẳng tin năm ấm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì năm ấm dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc, nên tin bát nhã ba la mật là chẳng tin năm ấm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí. Bởi nhân duyên vậy nên nói tin bát nhã ba la mật là chẳng tin năm ấm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí. Luận: trên đây Đức Phật cùng các ngài Di Lặc, Thích Đại Hoán Nhân và Tu Bồ Đề đồng nói lên nghĩa tùy hỷ hồi hướng. Ngài Xá Lợi Phất im lặng lắng nghe nghĩa thậm thâm vi diệu của bát nhã ba la mật làm lợi ích cho chúng sanh. Mặc dù Ngài đã lậu tận, tâm thường tịch tịnh, nhưng Ngài cũng phát sanh hoan hỷ. Từ tòa đứng dậy chắp tay và bạch Phật rằng: tùy hỷ như vậy có công năng đoạn được các hí luận, làm lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sanh, khiến họ vào được Phật đạo. Tùy hỷ như vậy là hành bát nhã ba la mật. Rồi vậy, Phật ấn chứng lời nói của Ngài Xá Lợi Phất và dạy bát nhã ba la mật nghĩa là thật tướng pháp, chẳng cấu nhiễm, chẳng hí luận, nên là rốt ráo thanh tịnh, khắp chiếu hết thảy các pháp tạng trong cả ba đời, là vô vi, chẳng thể thuyết ra được, bất khả thuyết. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật: bát nhã ba la mật thường chiếu minh hết thảy các pháp là rốt ráo thanh tịnh, thường thủ hộ Bồ Tát, thường cứu thoát chúng sanh ra khỏi khổ nạn, thường thỏa mãn đầy đủ các tâm nguyện của chúng sanh. Bởi vậy nên bát nhã ba la mật được chúng sanh trong khắp cả ba cõi thường cung kính lễ bái. Lại nữa, ở trong vũng bùn ba độc mà bát nhã ba la mật chẳng bị ô nhiễm, chẳng dính mắc vào ba cõi, phá sạch ái kiến 108 phiền não cùng 62 tà kiến chấp. Tóm lại, bát nhã ba la mật có công năng phá sạch vô minh si ám. Bát nhã ba la mật là trí huệ tối thượng, vi diệu đệ nhất. Bát nhã ba la mật là pháp tối thượng trong tất cả các pháp trợ đạo, có hơi thế lực đoạn dứt các khổ, danh già, bệnh chết, đoạn hết thảy các sợ hãi khổ não và đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Vì sao? Vì trí huệ bát nhã ba la mật giúp hành giả phân biệt liễu nghĩa được 37 phẩm trợ đạo. Bát nhã ba la mật thường chiếu diệu quang minh. Vì sao?
Vì bát nhã ba la mật nhiếp cả năm nhãn. Bát nhã ba la mật khai thị thánh đạo. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đưa chúng sanh ra khỏi các tà kiến, ra lìa chấp nhị biên. Bát nhã ba la mật là nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đoạn trừ hết thảy các tập khí phiền não. Bồ Tát an trú trong kim cang tam muội, dùng các lực phương tiện bát nhã ba la mật tận đoạn hết thảy các tập khí. Bồ Tát an trú trong kim cang tam muội, dùng các lực phương tiện bát nhã ba la mật tận đoạn hết thảy phiền não và tập khí, được vô ngại giải thoát, thành tựu nhất thiết chủng trí. Lại nữa, Bồ Tát do tu tập bát nhã ba la mật mà phân biệt rõ tổng tướng và biệt tướng của các pháp, nên nói bát nhã ba la mật là nhân dẫn sang nhất thiết chủng trí. Bát nhã ba la mật là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Vì sao? Vì chư Phật do tụ tập bát nhã ba la mật mà thành bậc vô thượng chánh giác, cũng từ trong bát nhã ba la mật xuất sanh vô lượng Phật pháp. Bát nhã ba la mật chẳng sanh chẳng biết, vì là tự tướng không, hết thảy các pháp ở nơi thật tướng cũng đều là chẳng sanh chẳng diệt, vì đều là tự tánh không cả. Nếu chẳng tu tập bát nhã ba la mật mà khởi chấp đoạn hay chấp thường, thì sẽ dẫn sanh ra các kiến chấp, các kiết sử, dẫn sanh các ưu bi khổ não. Nếu tu tập bát nhã ba la mật thì sẽ đoạn trừ được các kiến chấp cùng các kiết sử phiền não, dẫn đến sẽ được thoát ly sanh tử. Do tu tập bát nhã ba la mật mà có được lòng tin bất hoại nơi tam bảo, được đầy đủ các thiện pháp thế gian và xuất thế gian, và có đầy đủ các lực phương tiện nhằm dẫn dắt chúng sanh tu tập, khiến họ cũng được hai pháp lạc ấy. Bởi nhân duyên vậy nên nói, người được bát nhã ba la mật rồi thì chẳng cần ai cứu độ, mà tự mình có thể tự hộ niệm cho chính mình và hộ niệm cho chúng sanh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là tự tánh không. Khi đã được đầy đủ bát nhã ba la mật rồi, là vào được nơi thật tướng của các pháp, là biết rõ được các pháp chẳng chuyển chẳng diệt. Do vậy mà chẳng còn khởi chấp đoạn hay chấp thường, chẳng còn khởi chấp có hay chấp không. Vì ở nơi pháp tánh thì hữu pháp hay vô pháp cũng đều là tự tánh không cả. Hỏi, có rất nhiều nhân duyên để tán thán bát nhã ba la mật. Như vậy vì sao chỉ giọng nói bát nhã ba la mật là vô tướng tướng? Đáp, người tu tập bát nhã ba la mật mà chưa được thuần phục thì thường hay cầu định tướng. Hạng người này chẳng biết bát nhã ba la mật là vô tướng tướng, nên thường sanh tâm kiêu mạn. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên lý do nhằm khiến chúng sanh phải nên cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. Cũng vì vậy mà Phật dạy phải cung kính cúng dường bát nhã ba la mật như cung kính cúng dường Phật. Đây là đối với hạng người căn trí cạn mỏng, đã từ lâu thâm chấp chúng sanh tướng, chưa thâm hiểu Phật pháp, nên Phật mới dạy như trên đây. Còn đối với hạng người căn trí thông lợi thì Phật dạy phải xem bát nhã ba la mật chẳng khác Phật, Phật chẳng khác bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là Phật, Phật tức là bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì do tu tập bát nhã ba la mật mà được nhất thiết chủng trí vậy. Nhân đây Phật cũng dạy, từ trong bát nhã ba la mật xuất sanh hết thảy thiện pháp thế gian và xuất thế gian, dẫn đến xuất sanh nhất thiết chủng trí. Sau khi nghe thuyết bát nhã ba la mật là vô tướng tướng, vị Đế Thích tự niệm rằng, Ngài Xá Lợi Phất đã lậu tận, đã ly dục, mà nay tán thán bát nhã ba la mật là pháp hộ trì Bồ Tát, lại nói phải dùng các lực phương tiện bát nhã ba la mật tùy hỷ hồi hướng phước đức về vô thượng Bồ Đề mà chẳng phá pháp tướng, thật là chưa từng có. Như vậy ta phải cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. Hỏi, vì sao nói thế lực bát nhã ba la mật thù thắng hơn năm ba la mật kia? Vì sao nói nếu chẳng có bát nhã ba la mật dẫn đạo thì năm ba la mật kia cũng chỉ ví như người mù? Đáp, chẳng luận phải nhiều mới có được thế lực lớn. Cả năm ba la mật kia hợp lại tuy có nhiều thế lực, nhưng chẳng sao bằng được thế lực của bát nhã ba la mật. Nếu chẳng có bát nhã ba la mật thì năm ba la mật kia chẳng thể xứng đáng được gọi là ba la mật. Tất cả năm ba la mật kia đều phải được bát nhã ba la mật dẫn đạo soi sáng vậy. Hỏi, vì sao trong kinh cũng có dụ đàn ba la mật như con mắt sáng? Đáp, vì có người tin có tội phước, tin rằng tu phước có thể phá được vô minh tà kiến nên đã hành bố thí, do vậy mới dụ đàn ba la mật như con mắt sáng. Thế nhưng khi thật hành việc bố thí, hành giả phải được trí huệ soi sáng, phải hòa hợp bố thí với trí huệ,
thì bố thí mới đầy đủ ý nghĩa, dẫn đến mới xứng đáng được gọi là đàn ba la mật. Mặc dù bố thí là chủ, trí huệ chỉ là khách, nhưng khách chủ chẳng giỏi nhau. Bố thí có sự soi sáng của trí huệ bát nhã ba la mật, như vậy mới xứng đáng được gọi là con mắt sáng. Ví như bốn đại hòa hợp chẳng rời nhau, các ba la mật cũng hòa hợp chẳng rời nhau như vậy. Nếu các ba la mật chẳng hòa hợp với nhau, thì chẳng sao thành tựu được nhất thiết trùng trí. Lại nữa, ví như người mù, tuy có đôi chân vững chắc, tuy có đầy đủ sức lực, đầy đủ ý chí, nhưng nếu chẳng nhờ người dẫn đường thì chẳng sao vào thành được. Năm ba la mật kia cũng là như vậy. Tuy mỗi ba la mật đều có thế lực riêng, nhưng nếu chẳng được bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đường, thì đến quả vị nhị thừa còn chẳng được, huống nữa là được vô thượng bồ đề. Bởi vậy nên nói năm ba la mật kia phải được bát nhã ba la mật dẫn đường, mới được gọi là ba la mật, dẫn đến mới vào được Phật đạo. Hỏi vị đế thích nói với ngài Xá Lợi Phất rằng bát nhã ba la mật cũng phải nương năm ba la mật kia, sao lại chỉ tán thán bát nhã ba la mật mà thôi, nói như vậy có đúng chăng? Đáp, tuy rằng sáu ba la mật phải hòa hợp với nhau, tương trợ nhau, chẳng rời nhau, nhưng bát nhã ba la mật giữ vai trò lãnh đạo. Bát nhã ba la mật có thế lực lớn nhất, nên năm ba la mật kia đều phải nương theo sự chỉ đạo của bát nhã ba la mật. Do được bát nhã ba la mật chỉ đạo mà năm ba la mật kia mới được mang danh tự ba la mật, ví như đại quân nhờ được vị tướng giỏi mà được danh thơm lây vậy. Hỏi, thế nào gọi là bát nhã ba la mật xanh? Đáp, như trong kinh nói, sắc chẳng xanh dẫn đến hết thảy pháp chẳng xanh, nên bát nhã ba la mật xanh. Hỏi, vì sao nói sắc chẳng xanh dẫn đến nói hết thảy các pháp chẳng xanh, nên bát nhã ba la mật xanh? Đáp, vì sắc do các duyên hòa hợp mà có, dẫn đến vì hết thảy các pháp đều do các duyên hòa hợp mà có. Hành giả biết rõ sắc dẫn đến biết rõ hết thảy các pháp, đều chẳng khởi chẳng sanh, chẳng được chẳng mất, đều là hư vọng chẳng thật có. Biết như vậy là bát nhã ba la mật sanh. Hỏi, bát nhã ba la mật là vô sanh thì duyên cũng là vô sanh. Như vậy bát nhã ba la mật hợp với pháp nào, trú ở đâu và được quả báo gì? Đáp, bát nhã ba la mật là vô sanh tướng, nên chẳng có chỗ hợp, tức là vô sở hợp vậy. Nếu bát nhã ba la mật có pháp để hợp thì ắt phải hợp với các pháp thiện hoặc với các pháp bất thiện, như vậy là chẳng phải bát nhã ba la mật nữa. Vì bát nhã ba la mật chẳng hợp với hết thảy pháp nên mới dung nhiếp hết thảy. Hỏi, vị đế thích đã biết bát nhã ba la mật chẳng hợp với hết thảy các pháp rồi, vì sao ngài còn hỏi bát nhã ba la mật có hợp với nhất thiết trùng trí chăng? Đáp, vị đế thích tôn trọng bát nhã ba la mật nên mới hỏi bát nhã ba la mật có hợp với nhất thiết trùng trí chăng? Phật dạy bát nhã ba la mật là vô sanh pháp nên chẳng có chỗ hợp. Rồi nhằm phá các tà kiến, Phật dạy nếu bát nhã ba la mật có hợp với nhất thiết trùng trí thì đó là y Phật tâm mà hợp, chẳng phải như phàm phu chấp có tướng, có danh, có tác, có khởi nơi các pháp hữu vi vậy. Hỏi, thế nào gọi là y như Phật tâm mà hợp? Đáp, y như Phật tâm mà hợp có nghĩa là biết rõ hết thảy pháp tướng đều là hư vọng nên chẳng có chấp tướng. Biết rõ nếu ở nơi các pháp mà khởi chấp có hay chấp không đều là lầm lỗi nên chẳng thọ các pháp. Biết rõ các quả báo ở thế gian đều là điên đảo, đều như mộng như huyễn chẳng thật có nên chẳng chấp pháp, chẳng sanh cao tâm. Vào được nơi rốt ráo không nơi thật tướng pháp, thâm nhập đại từ đại bi, phát đại nguyện rộng độ hết thảy chúng sanh. Bồ Tát biết rõ như vậy mà hợp với các pháp mới gọi là y như Phật tâm mà hợp. Vị đế thích tán thán, thật là chưa từng có. Vì hết thảy các pháp chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất, nên bát nhã ba la mật sanh. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy sẽ mau thành Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp, Bồ Tát nào dụng tâm hữu sở đắc mà phân biệt nhất thiết trùng trí cùng hết thảy các pháp là hợp hay chẳng hợp, thì vị Bồ Tát ấy đã xa rời bát nhã ba la mật. Phật ấn chứng lời Ngài Tu Bồ Đề và dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Có nhân duyên khiến Bồ Tát xa rời bát nhã ba la mật, như khởi niệm rằng bát nhã ba la mật là vô sở hữu, là như hư không, là chẳng kiên cố nên xa rời bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ bát nhã ba la mật là tướng bất khả đắc nên lại bạch Phật, tín bát nhã ba la mật là chẳng tin pháp nào khác chăng? Phật dạy, tín bát nhã ba la mật là chẳng tin sắc,
dẫn đến chẳng tin hết thảy các pháp. Vì sao? Vì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, nên là bất khả tín vậy. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì nhân duyên gì mà ông gọi Bát Nhã Ba La Mật là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc lớn hay nhỏ, dẫn đến chẳng làm cho Phật lớn hay nhỏ. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc hợp hay tan, dẫn đến chẳng làm cho Phật hợp hay tan. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc vô lượng hay chẳng phải vô lượng, dẫn đến chẳng làm cho Phật vô lượng hay chẳng phải vô lượng. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc rộng hay hẹp, dẫn đến chẳng làm cho Phật rộng hay hẹp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc có lực hay chẳng có lực, dẫn đến chẳng làm cho Phật có lực hay chẳng có lực. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát sơ phát tâm mà chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, chẳng ly năm Ba La Mật kia, lại dụng tâm vô sở đắc hành Bát Nhã Ba La Mật, thì Bồ Tát ấy chẳng làm cho sắc, dẫn đến chẳng làm cho Phật lớn hay nhỏ, hợp hay tan, vô lượng hay chẳng phải vô lượng, rộng hay hẹp, có lực hay chẳng có lực. Khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, phải biết như vậy, vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có tướng phi tướng, là vô sở đắc vậy. Trái lại, nếu Bồ Tát dụng tâm hữu sở đắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật, thì sẽ làm cho sắc dẫn đến Phật lớn hay nhỏ, hợp hay tan, vô lượng hay chẳng phải vô lượng, rộng hay hẹp, có lực hay chẳng có lực. Bồ Tát dụng tâm hữu sở đắc hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là có lỗi lớn, là còn chấp tướng, nên chẳng sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì chúng sanh là bất sanh chẳng sanh, sắc là bất sanh dẫn đến Phật là bất sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất sanh. Chúng sanh là tánh không, sắc là tánh không, dẫn đến Phật là tánh không, nên Bát Nhã Ba La Mật là tánh không. Chúng sanh là phi pháp, chẳng phải pháp, sắc là phi pháp, dẫn đến Phật là phi pháp, nên Bát Nhã Ba La Mật là phi pháp. Chúng sanh là không, sắc là không, dẫn đến Phật là không, nên Bát Nhã Ba La Mật là không. Chúng sanh là ly, sắc là ly, dẫn đến Phật là ly, nên Bát Nhã Ba La Mật là ly. Chúng sanh là chẳng phải có, sắc là chẳng phải có, dẫn đến Phật là chẳng phải có, nên Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải có. Chúng sanh là bất khả tư nghỉ, chẳng thể nghĩ bàn, sắc là bất khả tư nghỉ, dẫn đến Phật là bất khả tư nghỉ, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tư nghỉ. Chúng sanh là bất diệt, chẳng diệt, sắc là bất diệt, dẫn đến Phật là bất diệt, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất diệt. Chúng sanh là bất khả tri, chẳng thể biết được, sắc là bất khả tri, dẫn đến Phật là bất khả tri, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tri. Chúng sanh là bất thành tựu, chẳng thể thành tựu, sắc là bất thành tựu, dẫn đến Phật là bất thành tựu, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất thành tựu. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nghe lời Phật dạy, giải được nghi tâm nên tán thán Bát Nhã Ba La Mật là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Phật lại hỏi Ngài Tu Bồ Đề, vì nguyên nhân gì mà ông gọi Bát Nhã Ba La Mật là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề đáp, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc, dẫn đến chẳng làm cho Phật lớn hay nhỏ, hợp hay tan, vô lượng hay chẳng phải vô lượng, rộng hay hẹp, có lực hay chẳng có lực. Phát biểu như trên, Ngài Tu Bồ Đề dụng ý nói rằng tất cả đều do tâm tạo ra cả. Ví như người đang phải lo việc gấp thì tâm hầu như bị thu hẹp lại, còn người giàu có an nhàn thì tâm như được mở rộng ra. Ví như người tu khi vào tám bối xả thì thấy ngoại sắc lớn hay nhỏ tùy theo tâm quán. Lại ví như phàm phu khi mắt thấy sắc rồi thì ở nơi chẳng có sắc cũng nghĩ là có sắc. Ví như chúng sanh tùy theo nghiệp lực, tùy theo ngoại cảnh mà nói có một hay nhiều sắc pháp khác nhau. Lại nữa, khi tầm duyên sắc thì có danh sắc, khiến phân biệt được các đại cùng hết thảy các sắc pháp. Phàm phu thấy có hình có sắc, có phương phận vân vân. Thế nhưng danh sắc chẳng thể phân biệt được, nên danh sắc chẳng thể gọi là sắc được. Có thuyết cho rằng thô sắc là hư vọng, chẳng phải là chân sắc. Chỉ có vi trần mới gọi là chân sắc, do nhiều vi trần hợp lại mà giả danh có sắc vậy thôi. Phàm phu chấp giả danh sắc,
rồi phân biệt có lớn có nhỏ khác nhau. Để tu tập ba nhã ba la mật biết rõ thật tánh của sắc, mà ở nơi thật tánh thì chẳng có lớn chẳng có nhỏ, vì các pháp đều chẳng phải tập chẳng phải tán. Người tu tập bát nhã ba la mật biết rõ sắc chẳng tập chẳng tán, chẳng phải sắc tập do các vi trần hòa hợp tạo thành, chẳng phải sắc tán trở lại thành vi trần. Vì sao? Vì sắc chỉ là giả danh, chẳng có định tướng, chẳng có đối, chẳng có hình, chẳng có lớn hay nhỏ, chẳng phải vô lượng hay chẳng phải chẳng vô lượng, chẳng có rộng hay hẹp, chẳng có lực hay chẳng phải chẳng có lực. Vì sao? Vì phàm phu do chẳng tu tập bát nhã ba la mật nên mới khởi phân biệt, trù lượng có nhiều có ít, khi chấp không thì nói sắc là vô lượng, khi chấp có thì nói sắc là hữu lượng. Còn người tu tập bát nhã ba la mật xả ly không và có, nên nói sắc là chẳng phải vô lượng cũng chẳng phải chẳng vô lượng. Phàm phu do chẳng vào được thật tướng pháp, nên tùy ý niệm mà suy tưởng sắc có lớn có nhỏ. Người tu tập bát nhã ba la mật do đã vào được nơi thật tướng pháp, chẳng còn tùy ý niệm mà suy tưởng, nên biết rõ sắc chẳng phải lớn cũng chẳng phải nhỏ. Phàm phu do chẳng biết rõ rằng sắc do vô lượng duyên tác thành, nên nói sắc có lực. Ví như thấy bức tường đổ xuống làm chết người mà cho rằng bức tường có lực. Người tu bát nhã ba la mật biết rõ hết thảy các sắc pháp đều chỉ là giả danh tướng, nên nói sắc chẳng có lực cũng chẳng phải chẳng có lực. Bởi nhân duyên vậy nên nói bát nhã ba la mật là maha bát nhã ba la mật. Do chẳng lì bát nhã ba la mật cùng năm ba la mật kia, mà ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát chẳng có khởi phân biệt lớn nhỏ, rộng hẹp, vân vân. Nếu tu tập bát nhã ba la mật mà tâm còn tán loạn, thì chẳng có được nhu thuận, dẫn đến sẽ khởi sanh tâm nghi hối. Phải dùng nhiếp điều hợp như thuận bát nhã ba la mật và năm ba la mật kia, mới tránh được lỗi lầm khiến thành tựu được các duyên pháp. Ví như trong tám thánh đạo có chánh kiến dẫn đầu, nhưng nếu chánh kiến mà chẳng có bảy thánh đạo kia hỗ trợ thì chẳng thành tựu được đầy đủ các thánh đạo, dẫn đến chẳng có thể được gọi là chánh kiến. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy hết thảy các pháp đều do các duyên hòa hợp cộng sanh, chẳng có một pháp nào tự sanh cả. Khi đã hội đủ các duyên hòa hợp dẫn sanh thì mỗi pháp mới có lực, dựa vào đó mà nói có lớn hay nhỏ, có rộng hay hẹp, vân vân. Nếu Bồ Tát ly bát nhã ba la mật, ly năm ba la mật kia, rồi tự cho rằng đã hành đầy đủ sáu ba la mật, vọng chấp các pháp có lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp, vân vân. Như vậy là đọa về nhị biên. Trái lại, nếu Bồ Tát vào được nơi thật tướng pháp, thì chẳng còn chấp tướng, khiến ở nơi các pháp tướng chẳng còn vọng khởi phân biệt, có lớn hay nhỏ, có rộng hay hẹp, vân vân. Như vậy là chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì dụng tâm vô sở đắc mà tu tập như vậy, là tu vô thượng bồ đề, là tu tịch diệt tướng, là kiếm cánh thanh tịnh. Trái lại, nếu dụng tâm hữu sở đắc thì sẽ khởi hí luận, đấu tranh chẳng có được thanh tịnh vậy. Lại nữa, hết thảy các pháp đều là chẳng sanh chẳng diệt, ví như ngã và chúng sanh đều là giả danh pháp, đều do duyên hòa hợp mà có, đều chẳng sanh chẳng diệt, đều là bất khả đắc cả. Khi phá được tướng vô ngã thì tướng sanh cũng như tướng diệt đều trở thành bất khả đắc cả. Do duyên hòa hợp mà có các pháp tướng như tướng sanh tướng diệt, nhưng hết thảy các pháp tướng đều chỉ là giả danh tướng, chẳng phải là định tướng, cho nên nói các pháp đều là vô sanh pháp, vô diệt pháp, đều là bất nhị pháp. Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không, là tự tánh ly, là bất khả tư nghỉ, nên nói chúng sanh lực chẳng thành tựu, bát nhã ba la mật lực chẳng thành tựu. Hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nhưng mỗi duyên pháp đều chẳng có tự lực. Bát nhã ba la mật cũng là tự tánh không, là chẳng có tự lực. Hỏi, trước đã nói sắc cùng hết thảy pháp đều chẳng có tự lực và cũng chẳng phải chẳng có tự lực, này vì sao lại nói lực của chúng sanh, lực của sắc dẫn đến lực của hết thảy các pháp chẳng thành tựu, thì lực cả bát nhã ba la mật cũng chẳng thành tựu? Đáp, trước đây nói các pháp chẳng có lực cũng chẳng phải chẳng có lực, nhưng sợ người nghe bát nhã ba la mật khởi nghi tâm, vì họ nghĩ rằng bát nhã ba la mật dẫn đạo hết thảy các pháp quán, ắt là phải có đại lực. Vậy bởi vậy nên phải nói rõ thêm là lực của chúng sanh, của sắc cũng như của hết thảy các pháp đều chẳng thành tựu, thì lực của bát nhã ba la mật cũng chẳng thành tựu. Như vậy là các duyên pháp đều bình đẳng cả. Chính vì vậy mà gọi bát nhã ba la mật là maha bát nhã ba la mật.
Phẩm thứ 41, tín hủy, tín kính và hủy báng. Kinh: lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bồ Tát Tín Giải, Bát Nhã, Ba La Mật đã từ đâu sanh về đây, đã phát vô thượng Bồ Đề tâm từ bao lâu, đã cúng dường bao nhiêu đức Phật, đã hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mà nay có thể tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật và thâm giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Phật dạy: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đã cúng dường chư Phật khắp mười phương, đã phát vô thượng Bồ Đề tâm từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, và từ sơ phát tâm đã thực hành sáu pháp Ba La Mật, đã cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghị chư Phật nay sanh về cõi này. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát này hoặc thấy hoặc nghe Bát Nhã Ba La Mật liền tự niệm rằng: ta đã thấy Phật và đã nghe Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát này thường tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật và thâm giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, vì biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng pháp, là vô nhị pháp, là bất khả đắc pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có thể nghe, có thể thấy được chăng? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì các pháp đều là độn cả. Cũng như vậy, đạt Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì các pháp đều là độn cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Phật đạo trong bao nhiêu lâu mới có thể hành thâm Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phải nên phân biệt như sau. Có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật và năm Ba La Mật kia, do có lượng phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng phá hoại các pháp tướng, lại cũng chẳng thấy pháp nào là chẳng có lợi ích cả. Bồ Tát này chọn chẳng ly giáo pháp Ba La Mật, chọn chẳng ly chư Phật, từ thế giới này sang thế giới khác thường dùng thiện căn cúng dường chư Phật đúng theo như ý nguyện, vĩnh viễn chẳng bị danh tử nghiệp dẫn sanh vào thai mẹ ở trong loài người, chọn chẳng ly các thần thông, chọn chẳng sanh phiền não, chẳng sanh tâm thanh văn và tâm ích chi Phật. Từ quốc độ này đến quốc độ khác thường thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Như vậy gọi là Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Có Bồ Tát đã thấy được chư Phật trong vô lượng quốc độ, hoặc từ vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, thường chẳng ly chư Phật, thường tu tập sáu pháp Ba La Mật, nhưng còn dụng tâm hữu sở đắc vì chưa có được đầy đủ các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát này khi nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật liền từ trong chúng hội đứng dậy bỏ ra đi. Như vậy là chẳng cung kính Bát Nhã Ba La Mật, chẳng cung kính chư Phật. Này Tu Bồ Đề, ở hiện đời Bồ Tát ấy ngồi trong chúng hội nghe thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật lại cũng tự bỏ đi vì chẳng ưa thích nghe thuyết như vậy. Bồ Tát ấy ở đời trước khi nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật đã tự bỏ đi, nên đời nay nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật lại cũng hành động y như vậy. Hạng người này do thân tâm chẳng hòa hợp nên thường trồng nhân si muội. Do si muội nên vừa nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật liền sanh tâm hủy báng. Do hủy báng thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật nên từ quá khứ đến hiện tại dẫn đến vị lai vẫn thường hủy báng ba đời chư Phật, hủy báng nhất thiết chủng trí. Do khởi nghiệp tội phá pháp như vậy mà hạng người này trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp phải đọa vào đại địa ngục, chuyển từ đại địa ngục này sang đại địa ngục khác, đến khi hỏa kiếp phát khởi ở cõi này thì lại thác sanh vào đại địa ngục ở cõi khác, ở trong khắp mười phương thọ vô lượng khổ đau. Khi tội phá pháp đã giảm dần mới được sanh vào loài súc sanh, rồi sanh trở lại làm người. Thế nhưng vì tội phá pháp chưa dứt nên dù trở lại sanh làm người cũng chỉ được sanh vào các nhà hạ tiện, hoặc sanh vào những nơi chẳng có Phật pháp tăng, hoặc sanh ra đời với các căn không đầy đủ như mù mắt, thiếu chân, thiếu tay, vân vân. Hạng người này do gieo trồng tội phá pháp sâu dày nên phải thọ quả báo như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, tội ngũ nghịch và tội phá pháp tương tự nhau chăng? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, chẳng nên nói là tương tự. Vì sao? Vì có người nghe nói thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tin mà lại còn hủy báng, cho rằng Bát Nhã Ba La Mật là phi pháp, chẳng phải là thiện pháp, chẳng phải là lời Phật dạy, chẳng
tự mình chẳng học và dạy người khác chẳng nên học. Như vậy là đã tự hủy báng bát nhã ba la mật và dạy người khác hủy báng bát nhã ba la mật, tự mình phá hoại thân tâm mình và khiến người khác phá hoại thân tâm họ. Tự mình chẳng tin, chẳng biết thâm nghĩa bát nhã ba la mật và khiến người khác cũng chẳng tin, chẳng biết thâm nghĩa bát nhã ba la mật, chẳng khác gì tự mình dùng thuốc độc để tự giết mình và cũng đầu độc người khác. Này Xá Lợi Phất, đối với hạng người này như vậy, ta chẳng muốn nghe nói đến tên, huống nữa là nhìn thấy họ hay muốn ở chung với họ. Vì sao? Vì hạng người này làm ô uế chánh pháp, sa đọa vào chốn tối tăm mê muội. Ai nghe theo lời hạng người này, tin dùng họ cũng phải thọ vô lượng khổ đau. Này Xá Lợi Phất, hạng người phá bát nhã ba la mật như vậy cũng gọi là hạng người phá pháp. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, người phạm trọng tội phá pháp như vậy phải thọ thân lớn hay nhỏ? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, chẳng nên nói thân lớn hay nhỏ. Vì sao? Vì người phá pháp phải thọ vô lượng khổ đau, chẳng có phân biệt thân lớn hay thân nhỏ. Hạng người này khi nghe mình tội lỗi như vậy, chịu khổ báo như vậy, hoặc bị nhồi máu mà chết, hoặc sợ hãi, lo lắng, đau buốt như bị mũi tên đâm vào tim mà khô héo dần dần cho đến chết. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn răn dạy để người đời sau biết rõ rằng tội hủy báng bát nhã ba la mật là trọng tội. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, người phạm trọng tội hủy báng bát nhã ba la mật phải thọ vô lượng khổ báo trong các đại địa ngục chẳng sao kể xiết được. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, bởi vậy nên những thiện nam thiện nữ tâm tánh thanh tịnh khi nghe được thâm nghĩa bát nhã ba la mật là liền đấy đó là chỗ y trì, thà phải mất mạng chẳng hề dám hủy báng chánh pháp. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng nếu hủy báng bát nhã ba la mật thì sẽ phải chuốc lấy vô lượng khổ báo. Luận. Ngài Xá Lợi Phất nghe thuyết thâm nghĩa bát nhã ba la mật tự nghĩ rằng người nghe được bát nhã ba la mật cũng còn hiếm có, huống nữa là người tu tập tín giải bát nhã ba la mật. Người tín giải bát nhã ba la mật ắt phải từ một cảnh giới an lành nào đến, chẳng là hạng sơ phát tâm. Theo ý ngài thì hạng người chưa cúng dường được nhiều chư Phật, chưa hành bát nhã ba la mật trải qua nhiều đời thì chưa phải là bậc thánh, chưa vào được thánh đạo. Bởi vậy nên ngài mới hỏi Bồ Tát đã cúng dường bao nhiêu đức Phật, đã tu tập bát nhã ba la mật trong bao nhiêu lâu mới có thể tùy thuận bát nhã ba la mật và thâm giải được nghĩa của bát nhã ba la mật. Phật dạy, có Bồ Tát chẳng chấp hết thảy các pháp tướng, mà cũng chẳng chấp không, chẳng phá hoại các pháp tướng, hòa hợp sáu pháp ba la mật, phát khởi đại từ đại bi và hết thảy chúng sanh mà hành bát nhã ba la mật nên đã từ các thế giới thanh tịnh trong mười phương sanh về cõi này. Như trường hợp của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, chư vị Bồ Tát này đã có duyên với chúng sanh ở cõi này nên mới sanh về đây để độ họ. Khi cõi này hoại thì lại sanh về các cõi khác để viên thành đạo nguyện, trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp tu hành như vậy nên được phước đức sâu dày, khởi sanh tín giải, tùy thuận thâm nghĩa, bát nhã ba la mật. Trái lại có Bồ Tát đã thấy được chư Phật, đã tu tập bát nhã ba la mật từ lâu, nhưng còn dụng tâm hữu sở đắc thì chẳng có được công đức như vậy. Bồ Tát phải thành tựu đầy đủ các phước đức trí huệ, mới khiến các phiền não tận diệt, mới được tâm nhu nhuyến, được trí huệ bình đẳng, được các căn lanh lợi tăng trưởng mãi trở thành lực. Có được như vậy mới có thể thâm nhập vào thâm nghĩa của bát nhã ba la mật. Lại nữa, còn phải dứt bỏ các uế trược thế gian mới thấy được kinh quyển bát nhã ba la mật, mới hướng tâm về Phật, mới tinh tấn đọc tụng các kinh điển để tìm hiểu nghĩa lý, khiến trí huệ càng thêm tăng trưởng. Thấy kinh như thấy Phật, đọc kinh như nghe lời Phật dạy. Nhờ thành tựu tín lực huệ lực như vậy mà tùy thuận tín giải được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Lại nữa, còn phải biết rõ thật tướng pháp là vô tướng, phải ly năm ấm 12 nhập 18 giới, phải ở trong nhị pháp mà chẳng chấp nhị pháp, dụng tâm vô sở đắc như vậy mà tu tập mới có thể tùy thuận tín giải thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết về bát nhã ba la mật mà tán thán việc thấy kinh quyển bát nhã ba la mật, việc theo Phật nghe thuyết bát nhã ba la mật, việc đọc tụng bát nhã ba la mật, vân vân, tựa như có chập tướng nên ngài mới nêu lên câu hỏi bát nhã ba la mật có thể nghe có thể thấy chăng. Nơi đây ngài Tu Bồ Đề muốn nói bát nhã ba la mật là rốt ráo không, dù dùng thiên nhãn thiền nhĩ cũng chẳng có thể thấy chẳng có thể nghe được,
cũng nữa là dùng nhục nhãn nhục nhĩ. Dù dùng xuất thế gian huệ nhãn cũng chẳng thấy được, cũng nữa là dùng thế gian nhãn. Phật đáp lại lời ngài Tu Bồ Đề: Bát nhã ba la mật chẳng có thể thấy, chẳng có thể nghe. Nơi đây Phật dụng ý cho biết rằng khi đã thâm nhập vào trong bát nhã ba la mật rồi thì biết rõ hết thảy các pháp đều chỉ là một tướng nhất tướng, đều chẳng có tướng vô tướng, nên chẳng còn vọng chấp phân biệt nữa. Sở dĩ phạm phu chấp có thấy có nghe vì vọng khởi phân biệt: đây là sắc, đây là nhã, đây là nhĩ, đây là thức, lại phân biệt giữa sáu thức với sáu trần, phân biệt sáu thức lanh lợi, sáu trần vô tri, phân biệt trí huệ lanh lợi còn sắc dẫn đến pháp là vô tri. Các pháp vào trong bát nhã ba la mật cũng giống như trăm sông chảy dồn về biển. Khi vào biển rồi thì các nguồn nước từ trăm sông chảy đến đều hòa đồng với nước biển. Cũng như vậy, khi các pháp đã vào trong biển bát nhã ba la mật rồi thì trở thành nhất tướng vô tướng, chẳng có gì phân biệt nữa. Bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật chẳng có thể thấy, chẳng có thể nghe. Cũng như vậy, đàn ba la mật dẫn đến thiền ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, thanh văn đạo, bích chi Phật đạo dẫn đến Phật đạo và nhất thiết trùng trí, đều chẳng thể thấy, chẳng thể nghe được. Vì sao? Vì các pháp đều là vô tri, đều là độn cả. Chúng sanh ly pháp thì chẳng thể thấy, chẳng thể nghe, mà pháp ly chúng sanh cũng chẳng thể thấy, chẳng thể nghe vậy. Hỏi: trước đã nói rằng Bồ Tát Sơ Phát Tâm đã từng cúng dường chư Phật trong vô lượng kiếp rồi, mới có thể tùy thuận tín giải thâm nghĩa bát nhã ba la mật, nay vì sao còn hỏi nữa? Đáp: ở đoạn kinh trên đây Phật dạy bát nhã ba la mật chẳng thể thấy, chẳng thể nghe được. Thấy kinh như thấy Phật, đọc kinh như nghe lời Phật dạy. Nói đến hai tướng như vậy nhằm nêu lên ý nghĩa là bát nhã ba la mật có thấy có nghe mà cũng chẳng thấy chẳng nghe vì là bất nhị pháp vậy. Chính ở nơi bất nhị pháp này mà ngài Tu Bồ Đề đã hỏi Phật: Bồ Tát phải trải qua bao nhiêu kiếp tu hành mới có được các phương tiện lực, mới có thể tùy thuận bát nhã ba la mật mà hành các pháp. Nơi đây ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng làm thế nào để có hành các sự việc mà chẳng vọng niệm, làm thế nào để có hành các sự việc mà chẳng bị trói buộc vào ba cõi, làm thế nào để ở nơi không mà chẳng đọa về đoạn diệt. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng cần phải phân biệt hai trường hợp: một, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã nhất tâm tín thọ bát nhã ba la mật, dùng các lực phương tiện ba la mật để tu tập sáu ba la mật mà chẳng có chấp đắm các phước đức nhân duyên đó, nên được tùy thuận tín giải thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Hạng Bồ Tát này có tín lực và huệ lực rất lớn, nên nghe thầm nghĩa đại thừa mà hà diễn liền được tín giải, nghe pháp thành phần chẳng khởi tâm bất kính, nghe pháp ngoại đạo chẳng khởi tâm phá hoại. Hạng Bồ Tát biết rõ đạo và phi đạo nên thường hành chánh đạo. Hết thảy các pháp khi đã vào trong bát nhã ba la mật rồi, chẳng là thị hay là phi, chẳng phá chẳng thọ nữa, dẫn đến chẳng có pháp nào là chẳng lợi ích cả. Bồ Tát thường hành các pháp mà chẳng thù lợi ích của các pháp mới được đầy đủ phước đức. Bởi vậy nên nói Bồ Tát chẳng đi sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng đi thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. 2. Có Bồ Tát tuy đã phát tâm từ lâu, đã cúng dường vô lượng chư Phật, nhưng còn dụng tâm hữu sở đắc mà tu tập sáu pháp ba la mật, thì chẳng thể nào tùy thuận tín giải thâm nghĩa bát nhã ba la mật được. Hạng Bồ Tát này khi nghe nói thâm nghĩa bát nhã ba la mật là liền bỏ đi, dẫn đến đời sau khi nghe nói thâm nghĩa bát nhã ba la mật, hạng Bồ Tát này cũng chẳng tin chẳng thọ, như vậy là phá pháp, khiến phải gánh chịu vô lượng khổ báo. Phật dạy hạng người này do thân tâm chẳng hòa hợp nên thường trồng nhân si muội, khiến chẳng tin chẳng thọ bát nhã ba la mật. Do tâm nghi hối tà kiến càng ngày càng tăng trưởng, nên hạng người này giữa đại chúng thường hủy báng bát nhã ba la mật, hủy báng ba đời chư Phật. Do tội lỗi như vậy mà phải đọa vào địa ngục A Tỳ, thọ vô lượng khổ báo. Đến khi kiếp hỏa phát khởi ở cõi này mà tội vẫn chưa hết, thì vẫn còn phải chuyển sang địa ngục ở cõi khác để tiếp tục thọ khổ báo. Sau khi tội phá pháp đã nhẹ dần mới được chuyển làm thân súc sanh tiếp tục thọ khổ, rồi mãn kiếp súc sanh mới được trở lại thân làm người, nhưng lại phải thọ sanh vào các nhà hạ tiện, hoặc sanh ra đời với các căn chẳng đầy đủ, hoặc sanh vào những nơi chẳng có Phật pháp tăng. Hỏi:
Vì sao chẳng nói đoạn về chốn ngạ quỷ mà chỉ nói đoạn vào địa ngục và súc sanh? Đáp: vì phá hoại bát nhã ba la mật là do phiền não và ngu si. Vì hai duyên pháp này mà người phá hoại bát nhã ba la mật phải đọa vào địa ngục và súc sanh. Còn đọa về ngạ quỷ là do tham lam, do vậy mà chẳng có đề cập ở nơi đây. Hỏi: vì sao Ngài Xá Lợi Phất nêu lên câu hỏi tội ngũ nghịch và tội phá pháp tương tự với nhau chăng? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất là thanh văn, nên cho tội ngũ nghịch là trọng tội. Nhiều người tu theo pháp thanh văn chẳng biết rằng cúng dường bát nhã ba la mật là đại đại phước báu, nên cũng chẳng biết rằng vì bằng bát nhã ba la mật là đại tội vậy. Vì muốn giải niềm nghi của Ngài Xá Lợi Phất nên Phật dạy chẳng nên nói là tương tự. Vì xét về tướng tội thì hai bên khác hẳn nhau. Người phạm tội hủy báng bát nhã ba la mật tự mình làm tiêu hủy thiện căn nơi mình và làm tiêu hủy thiện căn nơi người khác. Tự mình phá trí huệ của mình và phá trí huệ của người khác chẳng khác gì tự mình uống thuốc độc để tự hại thân mình, và cũng khiến người khác uống thuốc độc để hủy hoại thân họ vậy. Người phạm trọng tội làm thân Phật chảy máu, phá A-la-hán, phá hòa hợp tăng, giết cha giết mẹ, tuy là trọng tội, còn có thể sám hối được, nhưng phá hoại bát nhã ba la mật thì không thể sám hối được. Nên biết cha mẹ thương con, chỉ thương nhiều nhất là trong một đời, còn người thâm ái bát nhã ba la mật, nguyện thâm ái chúng sanh trong vô lượng kiếp. Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật nguyện cần khổ thay cho chúng sanh, làm những việc khó làm dẫn đến bố thí cả thân mạng mình để làm lợi ích cho chúng sanh. Cũng nên biết rằng phá hoại bát nhã ba la mật tức là phá hoại pháp thân Phật. Bởi vậy nên Phật dạy, đối với hạng người phá hoại bát nhã ba la mật, ta chẳng muốn nghe nói đến tên, huống nữa là nhìn thấy. Bồ Tát dù chưa được bất thối chuyển, nhưng nếu có nhiều người đến cúng dường, có nhiều đệ tử xuất gia cũng như tại gia đến cầu pháp, thì phải nên phát đại bi tâm vì họ thuyết bát nhã ba la mật. Thế nhưng nếu còn dụng tâm hữu sở đắc, thì thay vì làm lợi ích cho họ mà lại khiến họ phải chịu tội phá pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát này muốn làm tăng trưởng lợi ích cho chúng sanh mà còn chấp tướng, nên đã gián tiếp phá bát nhã ba la mật và cũng khiến người khác phá bát nhã ba la mật vậy. Xem như vậy thì tội phá bát nhã ba la mật và tội ngũ nghịch chẳng có tương tự nhau. Ví như người siêng năng làm việc mà do thiếu trí tuệ nên tài sản mỗi ngày mỗi tiêu hao, người thường tụng kinh niệm Phật mà thiếu trí huệ thì thiện căn vẫn chẳng có tăng trưởng được. Ví như vũng nước dơ chẳng thể soi mặt được, chẳng thể uống được, chẳng thể tắm giặt được. Người phá pháp cũng vậy, chẳng thể nghe theo được. Hạng người này do bị tà kiến nghi hối làm nhiễu loạn tâm mà chẳng tùy thuận, chẳng tiến giải được thâm nghĩa của bát nhã ba la mật, dẫn đến hủy báng bát nhã ba la mật. Nếu ai tin theo hạng người này cũng phạm tội phá pháp vậy. Hỏi: vì sao Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật, người phạm trọng tội phá pháp phải thọ thân lớn hay thân nhỏ? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất đã nghe nói về thời gian và nơi chốn thọ tội báo của người phạm tội phá pháp rồi. Nay Ngài muốn nêu lên câu hỏi này xin Phật giải đáp, nhằm dân dạy người ở đời sau có hai vấn đề mà Phật chẳng muốn đáp, đó là sự thọ khổ báo ở các chốn địa ngục và súc sanh quá nhiều và quá lâu, dù thân lớn hay nhỏ cũng đều thọ như nhau. Những người nghe nói mình phạm trọng tội như vậy, mình phải thọ khổ báo như vậy, hoặc sẽ bị nhồi máu tim mà chết, hoặc sẽ quá sợ hãi lo lắng đau buốt như bị mũi tên đâm vào tim mà khô héo dần dần cho đến chết. Do vì Ngài Xá Lợi Phất khẩn thiết xin Phật gian dạy cho người ở đời sau chẳng nên phạm tội phá pháp mà Phật đã nói, chẳng nên nói thân lớn hay nhỏ, người phạm tội phá pháp hủy báng bát nhã ba la mật phải thọ vô lượng khổ báo chẳng sao kể xiết được. Vâng, theo lời Phật dạy, các người đã có được tâm tánh thanh tịnh, nghe được thâm nghĩa bát nhã ba la mật, làm nên lấy đó làm chỗ ý chỉ, thà phải mất mạng chẳng hề dám hủy báng chánh pháp. Vì nghĩ rằng nếu hủy báng bát nhã ba la mật thì sẽ phải chuốc lấy vô lượng khổ báo, nên họ sẽ thâm tín bát nhã ba la mật, nhiếp các nghiệp thân khẩu và ý, tinh tấn tu hành hướng về vô thượng đạo. Hết quyển 62.